Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 246. Diệp Huyên nhíu mày, cô không tin. Bàn Cẩm Nhi nhàn nhạt đáp, đừng hỏi ta tin hay không, tự hỏi bản thân ngươi có tin hay không trước đã. Diệp Huyên lập tức nghiêm mặt, ta tin. Bàn Cẩm Nhi chỉ im lặng lắc đầu. Nàng ta lại hỏi, ngươi bán nó không? Ta sẽ ra một cái giá đảm bảo khiến ngươi hài lòng. Diệp Huyên chớp mắt, bao nhiêu? Bàn Cẩm Nhi, 1 triệu đại đạo linh tinh. Diệp Huyên không nói gì. Con số này chắc chắn không hề ít. Bàn Cẩm Nhi lại hỏi, bán không? Diệp Huyên cười, Cẩm Nhi cô nương nói xem. Nàng ta im lặng một hồi thì thở dài, trả kiếm lại cho hắn, ban nãy sở dĩ thân xác bàn nan yếu đến vậy, ngoại trừ thế và sự bất ngờ của ngươi ra thì là do thanh kiếm này. Nó quá bén, đến nỗi thân xác của gã không thể chịu được. Ngoài ra, người có thể giấu thế và ý vào kiếm cũng là do nó, đúng không? Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Bàn Cẩm Nhi khẽ lắc đầu, người tạo ra nó mới là cường giả thực thụ. Không ngờ bên ngoài vẫn còn có người mạnh đến vậy. Diệp Huyên cười, xoay kiếm lại cho nàng ta, cầm lấy nó rồi đánh với ta một trận. Bàn Cẩm Nhi chỉ dương mắt lên nhìn. Diệp Huyên cười, kiếm có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là kiếm. Người mà không mạnh, có cầm thần kiếm thì cũng ích gì. Đoạn hắn vung tay cho kiếm Thanh Huyên biến mất, gọi kiếm nhân gian ra, Cẩm Nhi cô nương, ta muốn dùng kiếm này đánh với cô. Nếu không giết được cô trong một chiêu thì ta bái cô làm thầy, thấy thế nào? Bàn Cẩm Nhi không đáp. Diệp Huyên bật cười, nói mồm thì ai chẳng làm được. Rồi vung tay lên. Một luồng kiếm quang phóng ra. Bàn Cẩm Nhi biến sắc, vội nâng tay, để một luồng khí tức khủng bố tuôn ra từ cơ thể. Quỳnh. Tiếng nổ vang lên, Bàn Cẩm Nhi bị đánh bay đi mấy chục nghìn trượng, khi dừng lại thì thân xác vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn. Mà kiếm nhân gian cũng bay đến cắm vào trán nàng ta. Linh hồn Bàn Cẩm Nhi bị đóng đinh tại chỗ. Diệp Huyên lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi xoay người rời đi. Theo đó, thanh kiếm cắm vào trán Bàn Cẩm Nhi bay trở về tay hắn. Khi hắn khuất dạng rồi, Bàn Quốc Sư mới xuất hiện, nhìn theo hướng hắn rời đi, nói, nền tảng kiếm đạo của hắn chính là tín ngưỡng chi lực. Bàn Cẩm Nhi thấp giọng lầm bầm, ta đánh giá thấp hắn rồi. Bàn Quốc Sư điềm tĩnh nói, người này trông thì cả lơ phất phơ nhưng lòng dạ hiểm ác vô cùng, người đừng tiếp xúc với hắn. Bàn Cẩm Nhi nhìn lên, nghe nàng ấy nói, người không thắng nổi đâu. Bàn Cẩm Nhi im lặng. Bàn Quốc Sư nhìn về phương xa, lại nói, mục tiêu của hắn là cường giả thánh nhân cảnh, có phải là trước đó hắn đã che giấu thực lực khi đánh với Bàn Nan? Giấu thực lực. Bàn Cẩm Nhi vẫn không nói gì. Diệp Huyên quả thật không dùng hết sức, tuy có dùng đến thế và ý khi đánh với Bàn Nan nhưng lại không dùng kiếm Thanh Huyên. Bằng không thì Bàn Nan đã phải chết khi tốc độ của hắn được nâng lên hơn 10 lần rồi. Lấy người làm tọa độ, giết chết trong một kiếm. Nếu hắn dùng thêm cả kiếm vực, huyết mạch chi lực lẫn thần khí đại đạo, thì Bàn Nan kia còn không đủ để nhét kẽ răng. Chỉ là lần này hắn đến đây để so tài với cao thủ, không phải đến gây thù chuốc oán, nên không dùng đến sát chiêu. Nếu khiêu chiến rồi giết người ở đây thì sẽ bị bài xích, đã vậy hắn vốn còn một mục đích khác khi đến bản tộc linh khí đại đạo. Diệp Huyên tìm đến một nơi an tĩnh, cảm nhận được linh khí đại đạo đậm đà thì vui vẻ cong môi cười. Tu luyện thôi. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện phần đại đạo thần kinh thứ hai. Vận chuyển tâm pháp rồi, linh khí đại đạo khắp nơi nhanh chóng hội tụ về phía hắn. Quỳnh. Thân thể hắn như biến thành một lốc xoáy, làm đích đến cho vô vàn linh khí đại đạo. Phía trên đầu hắn lại mọc ra một đám mây đủ màu. Chính là mây đại đạo. Động tĩnh hắn gây ra quá lớn, khiến toàn bộ bàn tộc rơi vào khiếp sợ. Vô số cường giả trong tộc tức tốc vây quanh, trong đó dẫn đầu chính là Bàn Quốc Sư. Nàng ấy nhìn hắn, chân mày trao lại. Hắn đang điên cuồng hấp thụ linh khí đại đạo. Tên này thật sự không khách khí chút nào. Thấy các cường giả khác nhìn mình, chờ Bàn Quốc Sư đưa ra quyết định. Nàng ấy nhìn xung quanh, thấy càng lúc có càng nhiều linh khí đại đạo đang trôi về phía Diệp Huyên, đồng nghĩa với hao tổn cực lớn. Nếu cứ tiếp tục thì sẽ mất đi quá nhiều. Nàng ấy nhíu mày,
đang muốn ra tay ngăn cản thì tiểu tháp bất thình lình xuất hiện. Sự có mặt của nó khiến nàng ấy sửng sốt. Tiểu tháp, cô nương có muốn kết thiện duyên hay không? Bàn quốc sự nhìn nó, người có ý gì? Tiểu tháp cười, sống trên đời, có người sẽ gặp được cơ duyên, có người vĩnh viễn không bắt được. Hiện trước mắt cô đang là một cơ hội trời ban, cô có muốn nắm lấy nó không? Bàn quốc sự khẽ cười, cơ hội ngươi nói đến là vị Diệp công tử này. Tiểu tháp, chính xác. Bàn quốc sư lắc đầu, hoang đường. Tiểu tháp, vậy cô vào trong nhìn thử xem. Bàn quốc sư vừa nhíu mày thì đã bị một luồng sáng vàng bao phủ lấy, đưa nàng vào. Vừa xuất hiện trong tiểu tháp, nàng ấy đã sững người tại chỗ. Bàn quốc sư nhìn khung cảnh bên trong tiểu tháp với vẻ khó tin tràn ngập. Trong lòng nàng ấy chỉ có hai chữ. Chấn động. Với thực lực của nàng ấy, đương nhiên có thể cảm nhận được thời gian trong tiểu tháp trôi đi với tốc độ khác bên ngoài. Quả thật là nghịch thiên. Bàn quốc sư chấn động vô cùng. Một hồi sau mới thấp giọng hỏi, tháp này do ai tạo ra? Tiểu tháp Cà Lam ta, thiên mệnh tỷ của ta. Nó vốn định nói do chính mình tạo ra, nhưng nghĩ lại thấy ra vẻ như vậy có hơi quá, bèn đổi cách khác. Ai bảo nó không dáng vênh váo được tới cùng làm chi? Bàn quốc sư cảm thán, nghịch thiên. Tiểu tháp, cô nương à, tiểu chủ nhà ta không phải người thường. Bàn tộc hôm nay kết thiện duyên với người, ngày sau chắc chắn sẽ quật khởi. Bàn quốc sư im lặng. Tiểu tháp lại nói, một chút linh khí đại đạo đổi lấy một phần ân tình, tự cô nương hẳn cũng biết có đáng hay không. Một hồi sau, bàn quốc sư cười nói, đáng. Nàng ấy rời khỏi tiểu tháp, liếc nhìn Diệp Huyên rồi nói, chuẩn bị một ít đại đạo linh tinh cho hắn tu luyện đi. Các cường giả bàn tộc nghe vậy thì sửng sốt. Bàn quốc sư nhìn họ, không nghe à? Bọn họ cả kinh, vội vàng rời đi, chốc lát sau đã mang đại đạo linh tinh tới. Sự hiện diện của những thứ này khiến linh khí đại đạo càng dồi dào hơn mấy lần, tất cả đều bị Diệp Huyên hấp thu. Quỳnh! Từng luồng khí tức hùng hậu không ngừng túa ra từ cơ thể hắn. Đám mây nhiều màu trên cao cũng ngày càng bành trướng. Bàn quốc sư thì thầm, hắn đang tu luyện đại đạo thần kinh. Đại đạo thần kinh. Bốn chữ khiến tất cả những người có mặt giật mình. Bởi nó là phương pháp tu luyện mạnh nhất hiện được biết đến trong vũ trụ. Sắc mặt các cường giả bàn tộc dần trở nên kỳ lạ. Thứ bàn tộc thiếu nhất không phải linh khí mà là phương pháp tu luyện, vì vậy bọn họ khao khát có được đại đạo thần kinh biết bao. Nếu có thể tu luyện nó, thêm vào số lượng linh khí đại đạo khổng lồ mà họ có, khi ấy chẳng khác gì hổ thêm cánh. Nghĩ đến đây, ánh mắt vài người chợt sáng lên như lửa thiêu. Bàn quốc sư thấy vậy thì cau mày, lạnh lùng quét mắt nhìn, lui ra. Tiếng quát khẽ khiến những người khác bừng tĩnh. Không ai dám hé răng gì, chỉ cuống quýt làm theo. Bỗng bàn Cẩm Nhi xuất hiện bên cạnh quốc sư, nàng ta nhìn Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng, hạ giọng nói, hắn đang tu luyện theo đại đạo thần kinh do chủ nhân bút đại đạo để lại. Bàn quốc sư gật đầu. Bàn Cẩm Nhi, hắn tu ngoại trật tự, theo lý mà nói không phải là người tạo phản sao. Làm sao có thể tu cả đại đạo thần kinh? Bàn quốc sư im lặng một hồi mới nói, người của đạo đình đã truyền tin cho ta, nói người này ở bên đó được gọi là Kháo Sơn Vương. Họ dặn bàn tộc ta chớ gây xích mích gì với hắn, nếu có thể kết giao mới là tốt nhất. Bàn Cẩm Nhi nhìn sang, nghe nàng ấy nói, người này bí ẩn hơn chúng ta tưởng nhiều, trước hết cứ kết giao với hắn đã. Bàn Cẩm Nhi gật gù. Lúc này, khí tức trên người Diệp Huyên ngày càng mạnh, số lượng linh khí đại đạo bị hắn hấp thu cũng ngày càng nhiều. Lượng đạo tinh trước đó đã hoàn toàn biến mất, nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu đột phá. Sắc mặt bàn quốc sư không khỏi xa sầm. Bởi người này đã dùng hết cả triệu đại đạo linh tinh rồi. Một khoản tiền khổng lồ. Ấy vậy mà chưa đột phá. Bàn Cẩm Nhi nhìn sang. Thấy quốc sư im lặng một hồi rồi ra lệnh, lấy thêm đến đây. Lấy thêm. Bàn Cẩm Nhi giật mình. Nghe bàn quốc sư điềm đạm này, ân tình này, đã cho thì làm cho chót. Bàn Cẩm Nhi nghe vậy thì im lặng. Thêm một triệu đại đạo linh tinh được đưa đến mang theo vô số linh khí đại đạo ùa tới, khí tức của Diệp Huyên lại tăng vọt. Quỳnh. Thời không bốn phía trở nên vặn vẹo, kinh khủng vô cùng.
theo số lượng đại đạo linh tinh ngày càng giảm dần, sắc mặt Bàn Quốc Sư và Bàn Cẩm Nhi càng xấu đi. Cứ tiếp tục thì không ai chịu nổi cả. Đúng lúc này, khí tức của Diệp Huyên chợt cuộn trở về cơ thể như thủy triều rút đi. Hai cô gái đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cứ tiếp tục hấp thu như vậy thì bọn họ không chịu nổi thật. Khi Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra, có hai luồng sáng vàng nhạt rơi ra từ trong đôi đồng tử, đi kèm là hàng loạt đường vân vàng rực chạy quanh dưới làn da hắn. Hắn đứng lại, cười nói với hai cô gái, đa tạ nhiều, Bàn Quốc Sư. Nàng ấy đáp, chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Huyên lắc đầu, sao lại nhỏ cho được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói rồi đẩy một quyển sách cổ sang. Bàn Quốc Sư ngạc nhiên, đây là. Diệp Huyên cười, phần thứ nhất của Đại Đạo Thần Kinh, ta tặng cô nương. Đại Đạo Thần Kinh. Bốn chữ này khiến nàng ấy sững ra. Bàn Cẩm Nhi cũng ngớ người, không ai ngờ Diệp Huyên sẽ thật sự tặng bộ kinh pháp này cho người ngoài. Diệp Huyên cười, chẳng lẽ Quốc Sư cô nương xem thường nó. Bàn Quốc Sư lắc đầu cười, phương pháp tu luyện mạnh nhất vũ trụ hiện nay, ta làm sao dám. Chỉ là không ngờ Diệp công tử sẽ tặng nó cho ta. Diệp Huyên, Quốc Sư cô nương vừa ý là tốt rồi. Bàn Quốc Sư nhìn hắn, Diệp công tử đột phá rồi chứ. Diệp Huyên lắc đầu, không. Đôi mày Bàn Quốc Sư trao lại đầy khó hiểu. Diệp Huyên cười, Quốc Sư cô nương hẳn cũng nhìn ra ta là ngoại trật tự, đi một con đường khác, rất khó để đột phá. Nhưng lần này ta đã tu luyện thành công phần 2 của Đại Đạo Thần Kinh, có lợi ích rất lớn. Phần thứ 2. Lời này của hắn khiến Bàn Quốc Sư chần chừ, Đại Đạo Thần Kinh có 2 phần lận ư. Diệp Huyên, 3 lận. 3 phần. Bàn Quốc Sư không biết phải nói gì. Diệp Huyên cười, ta muốn ở lại Bàn tộc trong một thời gian ngắn, không biết. Có tiện hay không, dĩ nhiên là sẽ không tu luyện nữa. Bàn Quốc Sư cười, đương nhiên là tiện rồi. Có được Đại Đạo Thần Kinh đã là giúp ích rất nhiều cho nàng ấy, mà đó mới chỉ là phần 1, đằng sau còn 2 phần nữa. Diệp Huyên có thể ở lại đây mới là tốt nhất. Diệp Huyên cười cười rồi xoay người rời đi. Bàn Quốc Sư nhìn theo hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Bàn Cẩm Nhi thì nhìn Bàn Quốc Sư, Đại Đạo Thần Kinh mang lại lợi ích khổng lồ cho toàn thể Bàn tộc, nếu sử dụng thỏa đáng thì sẽ khiến thực lực của họ tăng lên rất nhiều. Nhận thấy ánh mắt nàng ta, Bàn Quốc Sư cười, yên tâm, nó là của toàn thể Bàn tộc, không phải của một mình ta. Muốn nuốt riêng Đại Đạo Thần Kinh này là việc làm cực kỳ ngu xuẩn, nàng ấy đương nhiên không dám. Mà đã ghi nhớ toàn bộ nội dung của nó, bây giờ lại càng muốn 2 phần còn lại đang nằm trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên tìm đến một nơi an tĩnh, phấn khích nhận ra Đại Đạo Thần Kinh của hắn đã có thay đổi, biến thành màu vàng. Đồng thời cũng mạnh hơn trước ít nhất 10 lần. 10 lần. Có nghĩa là hắn chỉ cần tùy tiện dùng Đại Đạo Thần Kinh là có thể giết chết vô số cường giả thiên chi thánh cảnh. Sức mạnh đã tăng lên một khoảng rất lớn. Như nghĩ đến điều gì, hắn cười nói, cảm ơn nhé tiểu tháp. Nếu không có nó ra mặt, Bàn Quốc Sư chưa hẳn sẽ đồng ý cung cấp linh khí đại đạo cho hắn. Lần này nó lập công to rồi. Tiểu tháp cười, người nhà với nhau cả, khách khí làm gì. Với lại tiểu chủ càng lợi hại thì ta càng được hưởng cái nhiều. Diệp Huyên bật cười, bây giờ ngươi cũng kinh phết rồi đấy. Tiểu tháp, tiểu chủ. Hiện giờ người hẳn là vô địch dưới thánh nhân cảnh, còn trong đó. Ta không thấy được bao nhiêu kẻ đánh bại được người. Diệp Huyên cong môi, cũng không thể xem nhẹ bất kỳ ai. Cường giả đạt đến thánh nhân cảnh tuyệt đối không phải người thường, chắc chắn đều có đòn sát thủ cho riêng mình. Nhưng không có nghĩa là ta không tự tin. Hắn không hề khoác lác. Mà tự tin mình có thực lực này. Bỗng nghe tiểu bút lên tiếng. Nếu cậu tu luyện Đại Đạo Thần Kinh phần 3 thì sẽ càng mạnh hơn. Diệp Huyên lắc đầu, không tu được. Tiểu bút thắc mắc, vì sao? Diệp Huyên hạ giọng, vì phần này yêu cầu linh khí đặc biệt hơn, còn cao hơn cả linh khí đại đạo. Tiểu tháp xen vào, tử khí của tiểu bạch cũng được mà, tiếc là nàng ấy hiện đang ở xa, bằng không người cũng không phải đau đầu về việc này. Tiểu bạch. Nhớ đến nhóc màu trắng kia. Diệp Huyên không khỏi lắc đầu cười, đúng là tiếc thật. Tiểu tháp, tiểu chủ, sau này có thời gian có thể đến hệ Ngân Hà một chuyến xem.
Người đẹp trai sáng láng, dẻo mồm dẻo miệng, lại có tiền, đến đó chắc chắn được mấy cô gái bù đầy. Diệp Huyên phá ra cười, Tiểu Tháp đi học một thời gian xong nói chuyện lọt tai hẳn ra. Ha ha ha. Tiểu Tháp, đương nhiên rồi, có ai có học thức mà lại đi chửi mắng người khác chưa? Đó chỉ là mấy kẻ tục tằng ít học thôi, còn Tiểu Tháp ta có học mà lì. Tiểu Bút xen vào, người cứ đóng kịch tiếp đi Tiểu Tháp, để ta xem bút phận của ngươi kéo dài được đến đâu. Tiểu Tháp. Diệp Huyên bật cười rồi xoay người rời đi. Rời khỏi bàn tộc, mục tiêu chính là người đứng đầu đạo đình Hàn Phi. Cường giả thánh nhân cảnh hàng thật giá thật. Nếu có thể giao thủ một trận, chắc chắn sẽ được lời to. Diệp Huyên xuất hiện trên không trung, nhìn quanh quất rồi thả thần thức ra, sau đó biến mất tại chỗ. Một khắc sau, hắn đã xuất hiện trước mặt Hàn đình chủ. Ông ta ngẩn ra khi thấy hắn. Diệp Huyên cười, Hàn đình chủ, đánh một trận không? Đối phương tỏ vẻ chần chừ, đánh thì được thôi, nhưng Diệp công tử à? Đánh không lại thì đừng gọi người tới được không? Diệp Huyên, gọi người đến. Thành thật mà nói thì Hàn Phi vẫn sợ chiêu này Kháo Sơn Vương nhất. Hắn mà gọi thêm viện binh đến thì còn chơi bời gì nữa. Diệp Huyên nghe vậy thì cười, yên tâm, ta hứa sẽ không gọi ai đến. Hàn đình chủ gật đầu, vậy thì tốt, ta cũng muốn biết chiến lực chân chính của ngươi ra sao. Rồi ông ta vung tay lên, đẩy hai người tiến vào một vùng hư không xa lạ trong nháy mắt. Hàn đình chủ mỉm cười nói, mời Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn ông ta một cái rồi nhấc chân, chỉ với một bước, kiếm vực nhân gian đã bao phủ lấy Hàn đình chủ. Ông ta cau mày lại. Chỉ thấy Diệp Huyên bất thình lình rút kiếm. Thanh Huyên nhất kiếm. Vừa ra tay đã dùng ngay hai đòn sát thủ. Hắn không dám xem thường vị Hàn đình chủ này, vì vậy vừa vào trận đã dùng toàn bộ sức mạnh. Hàn đình chủ thấy nhát kiếm này thì nheo mắt lại, khẽ xoay cổ tay phải rồi ấn về trước. Ầm. Đường kiếm của Diệp Huyên bị chặn đứng, kiếm vực nhân gian của hắn sôi lên rồi biến mất từng chút một. Ngay cả nó cũng không chịu nổi thứ sức mạnh khổng lồ này. Nhưng thân hình Hàn đình chủ cũng không ngừng run lên như bị thứ gì đó nện vào. Diệp Huyên lại vung kiếm. Lần này sử dụng thêm đại đạo thần khí và huyết mạch chi lực. Uy lực còn mạnh hơn nhát chém trước đó. Thấy Diệp Huyên ra tay, Hàn đình chủ lại ấn tay phải về trước. Uỳnh! Hàng loạt luồng sáng vàng túa ra từ bàn tay ông ta. Rắc! Chúng và kiếm quang thi nhau bể tan tành. Hư không trong phạm vi triệu dặm cũng bị xóa sổ, để lại một vùng đen nhánh nhìn thấy mà rợn người. Một hồi lâu sau, bốn bề mới trở lại an tĩnh, kiếm quang và luồng sáng vàng đã biến mất. Diệp Huyên và Hàn đình chủ đứng đối mặt nhau. Không ai ra tay. Bởi vì khi đó sẽ là phân định sinh tử chứ không còn là so tài. Hàn đình chủ lắc đầu cười, Diệp công tử làm ta quá bất ngờ. Diệp Huyên cong môi, sao lại nói thế? Sắc mặt Hàn đình chủ nhuốm vẻ phức tạp, không ngờ thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ thế này. Hai nhát chém vừa rồi, dưới thánh nhân cảnh không ai có thể chịu được. Diệp Huyên, nhưng vẫn không làm gì được thánh nhân cảnh. Hàn đình chủ lắc đầu, có thể làm bị thương, nhưng giết thì khó. Khó giết. Diệp Huyên im lặng. Hàn đình chủ nói đúng. Khi giao thủ với ông ta, hắn mới nhận ra cường giả thánh nhân cảnh mạnh hơn hắn nghĩ nhiều lắm. Cho dù hắn dốc hết toàn lực cũng khó mà giết được. Lại nghe đối phương cười nói, thánh nhân cảnh là một ngưỡng cửa. Đến được nơi này rồi, muốn chết cũng khó lắm. Diệp Huyên gật đầu, lĩnh giáo. Hàn đình chủ tiếp tục, ngươi cũng nghịch thiên lắm. Bây giờ chỉ có thánh nhân cảnh mới có khả năng ta nói có khả năng giết ngươi, nhưng nếu ngươi dùng toàn lực thì cũng giết được thánh nhân. Diệp Huyên cười cười, hắn vốn cho rằng mình có thể giết được thánh nhân cảnh, nhưng sự thật chứng minh điều này là rất khó. Bao nhiêu tự cao tự mãn khi vừa đột phá trước kia bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ. Còn phải cố gắng nhiều. Hàn đình chủ chợt hỏi, Diệp công tử đã đến kinh đô bàn tộc rồi. Hắn gật đầu, chính xác. Hàn đình chủ, ban nãy ta thấy được khí đại đạo của ngươi. Ngươi đã tu luyện phần 2 của đại đạo thần kinh rồi. Diệp Huyên cười, đúng thế. Sắc mặt đối phương trở nên phức tạp khi nghe vậy.
Diệp Huyên chớp mắt, Hàn Đình chủ cũng tu luyện đại đạo thần kinh sao? Ông ta cười khổ, không hề. Diệp Huyên thắc mắc, sao lại không tu? Hàn Đình chủ do dự đáp, vì chủ nhân không để nó lại đạo đình. Diệp Huyên càng không hiểu, sao y không để lại cho các ông? Hàn Đình chủ im luôn. Diệp Huyên nói tiếp, thật ra thì ông cũng đừng để tâm quá, nó cũng bình thường thôi à. Hàn Đình chủ triệt để im lặng, tên này cứ mở mồm ra là chọc ngoáy thế à. Thấy hắn còn muốn nói tiếp, ông ta vội vàng ngắt lời, bàn tộc đồng ý cho ngươi ở lại tu hành. Hắn gật đầu, chính xác. Hàn Đình chủ, ngươi đã giao dịch gì với họ? Diệp Huyên cười, không gì cả. Có phải Hàn Đình chủ hiểu lầm gì bàn tộc không? Ta thấy họ cũng tốt lắm. Hàn Đình chủ không nói gì. Diệp Huyên cười cười, còn đang định mở miệng thì ông ta đã biến mất tăm. Làm mặt hắn đen xì. Chuyện quái gì thế này? Hắn không nghĩ nhiều nữa mà trở về bàn tộc, thái độ của người nơi đây đối với hắn cũng đã thay đổi rất nhiều. Thứ nhất là bàn tộc đã công nhận thực lực của hắn, bởi vì từ xưa đến nay, kẻ mạnh đi đến đâu cũng được xem trọng. Thứ hai và cũng là quan trọng nhất, đó chính là hai phần đại đạo thần kinh còn lại. Người này có báu vật trong tay. Người khác đến bàn tộc đều là để trộm linh khí đại đạo, nhưng hắn thì lại mang thần vật đến nơi này. Đại đạo thần kinh là một thứ vô cùng hiếm thấy, cho dù là ở một tộc lớn như bàn tộc. Trở lại rồi, Diệp Huyên lại một lần nữa phải tấm tắc khen linh khí đại đạo nơi này thật sự là quá mức tinh khiết. Tu luyện ở đây tương đương với làm ít công to. Phải thành lập thư viện tâm tư hắn bắt đầu đi vòng vèo. Phải dụ dễ thế nào để bàn tộc đồng ý cho mình mở thư viện ở đây nhỉ? Đây là một loại nghệ thuật. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cảm thấy để mở được thư viện, trước tiên phải qua được cửa ải bàn quốc sư. Thế là hắn đi tìm nàng ấy. Tại biệt huyền, bàn quốc sư nhìn hắn, người muốn xây dựng thư viện ở đây. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Bàn quốc sư không đáp. Xây thư viện. Nơi này là bàn tộc, làm sao nàng ấy có thể để cho người ngoài thành lập thư viện? Tuyệt đối không được. Nàng ấy còn tự hỏi tại sao Diệp công tử bỗng dưng lại hồ đồ như vậy. Dám đề ra một yêu cầu quá mức vô lý. Diệp Huyên cười nói, ta thành lập thư viện ở đây sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho bàn tộc. Bàn quốc sư, lợi ích lớn. Hắn gật đầu, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Không biết quốc sư cô nương có hứng thú với hai phần đại đạo thần kinh còn lại hay không? Bàn quốc sư cười, đương nhiên là có. Chẳng lẽ để Diệp công tử thành lập thư viện ở bàn tộc thì ngươi sẽ chia sẻ chúng? Diệp Huyên, có thể nói vậy. Bàn quốc sư nhíu mày, ngươi nói vậy là có ý gì? Diệp Huyên cười, có lẽ cô nương không biết, chứ bất kỳ ai gia nhập thư viện quan huyên của ta đều có thể tu luyện đại đạo thần kinh. Bàn quốc sư nhìn hắn không chớp mắt, bất kỳ ai. Diệp Huyên gật đầu, đúng, ai cũng tu luyện được. Bàn quốc sư rơi vào im lặng. Diệp Huyên cười hỏi, quốc sư cô nương, bàn tộc vĩnh viễn không đặt chân vào thế tục sao? Nàng ấy thở dài, xem ra có rất nhiều chuyện Diệp công tử không biết. Diệp Huyên nhíu mày, ý cô là sao? Bàn quốc sư cười, bàn tộc và vũ trụ đã biết bên kia của các ngươi đều là những vùng đất bị giam cầm, nói cách khác chính là nhà tù. Diệp Huyên nheo mắt, nhà tù. Bàn quốc sư, ngạc nhiên lắm sao? Hay là không hiểu? Diệp Huyên hạ giọng, ý cô là chúng ta đang bị nhốt trong lao tù. Bàn quốc sư gật đầu, có thể hiểu như vậy. Diệp Huyên lắc đầu cười. Bàn quốc sư cong môi, không tin. Diệp Huyên, đúng là khó mà tin được. Bàn quốc sư nhoẻn cười, vậy ta đưa ngươi đến nơi này. Nói rồi đứng dậy rời đi. Diệp Huyên lưỡng lự một hồi rồi đi theo. Trên đường đi, hắn thầm hỏi, tiểu bút, nàng ấy nói thật chứ? Tiểu bút im lặng một hồi mới đáp, ta không biết. Diệp Huyên nhíu mày, huynh tốt xấu gì cũng từng theo chủ huynh chứng kiến việc đời. Bút đại đạo thở dài, thì sau đó ta chẳng phạm sai lầm, bị giam lại còn gì. Cũng chẳng đi theo chủ nhân được nữa. Diệp Huyên thở dài. Bàn quốc sư nhìn sang, sao công tử lại thở dài. Diệp Huyên cười, tự dưng thấy mệt thôi. Bàn quốc sư khẽ cười, không nói gì nữa. Một hồi sau,
nàng ấy dẫn hắn đi đến một đỉnh núi nọ. Vừa đặt chân lên, sắc mặt Diệp Huyên thoát cái đanh lại. Bởi vì hắn cảm nhận được rất nhiều cường giả đang ở nơi này, trong đó có ba vị thánh cảnh. Ba vị. Thấy hắn nhìn mình, bàn quốc sư chỉ về phương xa, ngươi xem. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn theo, thấy ở nơi cuối tầm mắt là một bức tường cao vời vợi, đến mấy trăm nghìn trượng là ít. Nó phóng vút vào tinh không, chẳng nhìn được điểm cuối ở hai bên. Diệp Huyên không khỏi cả kinh. Bàn quốc sư đanh giọng nói, Diệp công tử biết bức tường này là gì không? Hắn lắc đầu. Bàn quốc sư cười, nó là thiên tường ngăn cách giữa hai vũ trụ. Một bên là thế giới của chúng ta, bên kia là thế giới của vũ trụ khác, nơi chúng ta chưa từng được thấy. Diệp Huyên thì thầm, là ai tạo ra nó? Bàn quốc sư lắc đầu, ta không biết. Nó đã tồn tại từ thời tổ tiên bàn tộc ta, tổ tiên các triều đại gần đây cũng có ý định vượt qua nó, tiếc rằng không ai thành công. Diệp Huyên nhìn bức tường kia, phóng thần thức ra ngoài, nhưng khi còn cách tầm vạn trượng thì thần thức đã biến mất. Diệp Huyên một lần nữa cau mày. Hắn nghe bàn quốc sư nói, vô dụng thôi, ngay cả thần thức cường giả thánh nhân cảnh cũng không tiếp cận được nó. Đoạn nàng ấy cười cười nhìn hắn, trước mắt hẳn chỉ có một người biết về lai lịch của bức tường này. Diệp Huyên, chủ nhân bút đại đạo. Bàn quốc sư gật đầu, đúng vậy, nghe nói Diệp công tử có quen biết với y, có thể hỏi thăm thử xem sao. Nàng ấy nhìn hắn chằm chằm. Hiển nhiên là đang muốn thử xem hắn rốt cuộc có thật sự quen biết với chủ nhân bút đại đạo không. Nói đúng hơn là nàng ấy muốn xác minh xem hắn có phải là người của chủ nhân bút đại đạo hay không. Diệp Huyên cười, lấy bút đại đạo ra, nhưng không nói gì ngay mà cứ xoay nó trong tay. Ông đây có phải người của chủ nhân bút đại đạo hay không ấy hả? Đoán thử xem, sự xuất hiện của cây bút trong tay Diệp Huyên khiến sắc mặt bàn quốc sư dần trở nên nghiêm trọng. Bởi vì đó là bút đại đạo. Là tâm phúc trước kia của chủ nhân bút đại đạo, chấp chưởng số mệnh của sinh linh khắp chư thiên vạn giới. Chỉ cần một nét thôi có thể định đoạt cả sinh tử luân hồi. Nàng ấy không nghĩ rằng nó thật sự nằm trong tay Diệp Huyên. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là người của chủ nhân bút đại đạo. Những điều khiến nàng ấy không hiểu được là người này lại đi theo hướng ngoại trật tự chứ không tu luyện theo con đường do chủ nhân bút đại đạo để lại. Hắn là phái tạo phản 100%. Bỗng nghe Diệp Huyên hỏi, quốc sư cô nương vừa nói trước kia từng có cường giả bàn tộc muốn vượt qua thiên tường. Nàng ấy gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên, tất cả đều thất bại. Bàn quốc sư lại gật đầu với gương mặt ủ rột. Vì cái bức tường quái đản này mà bao nhiêu cường giả thánh cảnh của bàn tộc họ đã phải hy sinh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lần lượt bỏ mạng dưới chân tường. Chỉ vì một mục đích duy nhất, đưa bàn tộc thoát khỏi lồng giam không biết do ai dựng nên này. Nhưng tất cả những người đó đều đã chết. Những cái chết bi tráng. Diệp Huyên nhìn Ti Ti ở nơi xa, cường giả thánh cảnh không phá hủy được nó, có nghĩa là nền văn minh ở bên kia chắc chắn phải hơn xa bên này nơi thánh cảnh đứng ở đỉnh kim tự tháp. Tâm tình hắn chợt trở nên phức tạp. Mãi cho đến nay, hắn đã đi qua những vùng vũ trụ mênh mông, mà con người chỉ là một hạt cát nhỏ bé khi đứng trước nó. Thánh cảnh. Cách đây không lâu, hắn còn tự mãn biết bao khi cho rằng mình có thể đấu với họ. Giờ phút này nghĩ lại, chỉ thấy nực cười. Nơi mà mình cho là điểm cuối, có thể chỉ là điểm bắt đầu của người khác. Nếu không có Thanh Nhi, e rằng hắn còn không lết ra được khỏi vũ trụ ngũ duy nữa là. Đây chính là thực tế. Hắn vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, vẫn luôn muốn nỗ lực, thoát khỏi danh hiệu Kháo Sơn Vương. Nhưng sự thật tàn nhẫn là không có chỗ dựa sau lưng, hắn chẳng là cái thá gì cả. Người yêu nghiệt hơn hắn, thế gian này nhiều không kể xiết. An Lan Tú, Niệm Tỷ, thậm chí là Vô Biên. Nhưng họ đều không được như hắn đi xa rất xa, không hề e ngại, gặp thần giết thần. Tất cả là nhờ vào bản thân hắn ư. Không, là nhờ vào muội muội vô địch của hắn. Nếu không có Thanh Nhi, Diệp Huyên có nỗ lực đến đâu cũng không thể đi được đến bước này. Nói trắng ra, chính Thanh Nhi là người đã đưa hắn đến đây. Nỗ lực ư? Không có chống lưng, hắn có nỗ lực cách mấy thì cùng lắm cũng chỉ là một đại kiếm tiên ở Thanh Châu mà thôi.
Đời nhiều khi là thế, người nghèo khổ dốc sức nỗ lực, cũng chỉ là một con ở được việc trong mắt người giàu. Chỉ thế mà thôi. Nếu không có Thanh Nhi, Diệp Huyên có nỗ lực đến đâu cũng không thể đi được đến bước này, thay vào đó thì cỏ trên mộ chắc đã mọc được trăm trượng. Giờ phút này, hắn bỗng dưng nhận thức rõ bản thân. Phải biết thiên địa rộng lớn thế nào, vũ trụ mênh mông biết bao, bản thân nhỏ bé đến nhường nào. Sống trên đời này, phải luôn khắc ghi hai chữ khiêm tốn. Nghĩ đến đây, toàn thân Diệp Huyên chợt thả lỏng, khai thông tâm niệm, đạo tâm đủ đầy. Nhận ra được sự thay đổi này, bàn quốc sư không khỏi nhìn sang với vẻ kinh ngạc. Diệp Huyên cười nói, quốc sư cô nương, trở lại vấn đề trước kia. Không biết cô thấy sao về đề nghị mở thư viện ở bàn tộc của ta? Bàn quốc sư lắc đầu, điều kiện của Diệp công tử rất hấp dẫn, nhưng ta không thể đồng ý. Thứ nhất, ta không có quyền ấy, thứ nhì, cho dù có, ta cũng sẽ từ chối. Diệp Huyên, cô nương sợ thư viện của ta ảnh hưởng đến bàn tộc. Bàn quốc sư thẳng thắn gật đầu, đúng vậy, thư viện của Diệp công tử là một cách rút củi dưới đáy nồi. Nếu tiến cứ rất có thể sẽ hủy đi căn cơ của bàn tộc chúng ta. Diệp Huyên gật đầu, vậy chuyện này để sau bàn lại. Bàn quốc sư liếc nhìn hắn, được. Dù sao nàng ấy vẫn chưa muốn trở mặt với hắn ngay, nên không hề khẳng định bất cứ thứ gì. Để hai bên vẫn còn cơ hội hợp tác. Như nghĩ đến điều gì, bàn quốc sư buột miệng hỏi, Diệp công tử không có hứng thú với thiên tường sao? Diệp Huyên nhìn bức tường. Cười nói, ta còn yếu lắm, qua đó là bị đánh như con thôi. Xong rồi rời đi. Hắn nghĩ thông suốt rồi. Đã yếu thì đừng có làm ra vẻ. Đừng để đến khi đánh không lại, lại nhờ Thanh Nhi đến hỗ trợ. Có khả năng gì thì đi làm cái đó thôi. Sau khi Diệp Huyên khuất dạng rồi, có một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện bên cạnh bàn quốc sư. Chính là tộc trưởng đương nhiệm của bàn tộc Bàn Giang. Bàn quốc sư, hắn hẳn là người được chủ nhân bút đại đạo lựa chọn. Ấy thế mà Bàn Giang lại lắc đầu, người này tu ngoại trật tự, mục đích là lật đổ đạo của chủ nhân bút đại đạo chứ không phải tuân theo, vì vậy không thể là người của y. Bàn quốc sư nhíu mày, nhưng hắn có bút đại đạo, có đại đạo thần kinh. Bàn Giang trầm ngâm, cũng không có nghĩa hắn là người của chủ nhân bút đại đạo. Bàn quốc sư lắc đầu, nói như vậy không đủ thuyết phục. Bàn Giang cười, vậy chỉ có thể là có chuyện gì đó mà chúng ta chưa biết. Bàn quốc sư im lặng nghĩ, Diệp công tử này quả thật rất bí ẩn. Bàn Giang ngẩng đầu nhìn thiên tường ở xa, thì thầm, để hắn thành lập thư viện đi. Bàn quốc sư ngẩng phát lên đầu kinh ngạc. Bàn Giang im lặng một hồi lâu, vẻ nặng nề và lo âu hiện lên trong mắt, gần đây bên kia thiên tường hay có động tĩnh lớn, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, e rằng là biến cố lớn. Để hắn mở thư viện ở bàn tộc, chính là chừa đường lui cho chúng ta. Bàn quốc sư biến sắc, biến cố lớn ư. Bàn Giang gật đầu, đúng vậy. Bàn quốc sư có biết là gì không? Bàn Giang bật ra một tiếng cười tự giễu xen lẫn bất lực, chúng ta đến bức tường còn không vượt qua được, làm sao biết bên kia xảy ra chuyện gì? Bàn quốc sư thở dài thườn thượt, nếu thật sự có biến cố, chúng ta có thể rời đi. Bàn Giang lắc đầu, rời đi đồng nghĩa với việc từ bỏ mảnh đất đặc biệt này. Chính nhờ nó đặc biệt, có linh khí đại đạo mà bàn tộc chúng ta mới phát triển đến tận nay, sản sinh ra vô số cường giả thánh nhân cảnh. Một khi không có linh khí đại đạo, chúng ta không có căn cơ để sinh tồn. Ông ta ngẩng đầu nhìn thiên tường, nhưng nếu bên kia bức tường quá mạnh so với bàn tộc, chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Ông ta không phải người bảo thủ. Nếu bên kia quá mạnh thì bàn tộc chắc chắn phải rút lui. Nhưng nếu không thì bọn họ tất nhiên sẽ cố thủ tại mảnh đất quý này. Bàn quốc sư lại nói, thư viện, ta đã suy nghĩ thử rồi, nếu để hắn thành lập, nó rất có thể sẽ làm loạn tộc ta. Bàn Giang cười, không sao cả, chỉ là một đường lui mà thôi. Nếu bên kia tường không có gì thì cứ việc chèn ép thư viện, bắt nó phải nhả ra thứ tốt, nếu bên kia có chuyện thì dựa vào nó. Làm đường lui cho bàn tộc ta. Bàn quốc sư gật gù, có thể, ta sẽ đi thương lượng cùng hắn. Bàn Giang, đi đi. Bàn quốc sư lại gật đầu rồi rời đi. Để lại Bàn Giang tiếp tục nhìn thiên tường đầy lo âu. Diệp Huyên vừa rời khỏi bàn tộc thì đã bị bàn quốc sư bắt kịp.
Hắn xoay người hỏi, quốc sư đây là? Nàng ấy mỉm cười, Diệp công tử, bản tộc ta bằng lòng để ngươi thành lập thư viện. Diệp Huyên ngẩn ra, nói ta vừa nghĩ kỹ rồi, trước mắt sẽ không dựng thư viện ở bản tộc. Lần này đến lượt bản quốc sư sửng sốt, ý Diệp công tử là? Diệp Huyên nhếch môi, trước đó là ta không chu toàn, suy nghĩ chưa tới, vừa vào đã muốn xây thư viện ở quý tộc, quá sức đường đột. Cáo từ nhé, quốc sư cô nương. Rồi xoay người rời đi. Để lại bàn quốc sư chân chối tại chỗ. Nàng ấy nghĩ mãi không thông. Trước đó Diệp Huyên trăm phương ngàn kế muốn thành lập thư viện ở bàn tộc, nhưng bây giờ lại từ chối. Vì sao chứ? Nàng ấy nghĩ mãi không ra. Ở nơi xa, Diệp Huyên nhếch môi cười. Khác thường ắt có gì khuất tất. Bàn tộc ban đầu khăng khăng từ chối nhưng bây giờ lại đồng ý, chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây. Tuy không biết là gì, nhưng chắc chắn là có. Dù sao thì hắn cũng không có gì vội vã. Cứ từ từ mà đi. Diệp Huyên trở về Thái Sơ tộc, nơi này đã được hắn Thái Sơ Tịnh tiếp quản toàn bộ. Không có thay đổi gì nhiều, tất cả vẫn như cũ. Thái Sơ Tịnh thấy hắn đến thì vui vẻ ra mặt, lập tức dừng mọi việc trên tay mà tán gẫu. Hai người sóng vai tản bộ trong vườn hoa. Diệp Huyên cười hỏi, việc tiếp quản thuận lợi chứ? Thái Sơ Tịnh gật đầu, xuôi chèo mát mái. Nàng nhìn Diệp Huyên, nghe nói ngươi đã đến tuyệt địa. Hắn ngạc nhiên, cô biết nơi ấy. Thái Sơ Tịnh gật đầu, không nhiều, chỉ một chút mà thôi. Diệp Huyên hạ giọng, nơi ấy có một bức tường tên là Thiên Tường, người bàn tộc ở đó nói rằng bên kia là một nền văn minh võ đạo khác. Hắn thoáng dừng lại, mà chúng ta có thể cũng chỉ đang ở trong một lồng giam. Sau một hồi im lặng, Thái Sơ Tịnh mới nói, vũ trụ thường là nhiều cái vòng lồng vào nhau, nhảy ra cái này lại tiến vào các khác, lặp đi lặp lại đến vô cùng. Diệp Huyên lắc đầu cười, ví dụ rất chính xác. Thái Sơ Tịnh nhìn hắn, quá khứ tông gần đây có động tĩnh gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không. Nàng không nhắc thì hắn cũng quên bén luôn. Quá khứ tông là một thế lực bí ẩn, chỉ không rõ nội tình bên trong sâu bao nhiêu. Thái Sơ Tịnh thấp giọng nói, bọn họ không đơn giản, có lẽ biết chút gì đó về bên kia thiên tường. Diệp Huyên chợt gọi, ám quân. Đối phương xuất hiện ngay lập tức. Diệp Huyên hỏi, vô biên đang ở đâu? Ám quân nhìn lên, y. Diệp Huyên nhíu mày, gì mà lúng túng như gà mắc tóc thế? Ám quân, vô biên chủ đang thưởng thức rượu hoa. Một ngày gọi đến mấy cô gái vào, trông như bắt đầu suy đồi rồi. Diệp Huyên thộn mặt ra. Sa đọa. Diệp Huyên cũng không ngờ vô biên lại đi thanh lâu. Ở trong lòng hắn, vô biên là một người chính trực. Lúc này, Thái Sơ Tịnh ở bên cạnh đột nhiên hỏi, người cũng đi thanh lâu à? Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức nghiêm mặt nói, sao có thể? Chuyện hổ thẹn như thế, ta còn coi thường. Thái Sơ Tịnh chớp mắt, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc nói, đương nhiên, ta là người có học, trong lòng ta có sự cương trực. Không bị tiền bạc cám dỗ, sắc đẹp không thể khuất phục. Thái Sơ Tịnh lắc đầu cười khẽ, nhưng ta từng nghe muội muội nói, người phong lưu nhất trên đời chính là người có học, người bạc tình nhất trên đời cũng là người có học, người lươn lẹo nhất trên đời vẫn là người có học. Thái Sơ chăn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ. Sau đó nói, ta là một kiếm tu. Thái Sơ Tịnh đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng giúp Diệp Huyên chỉnh lại cổ áo hơi nhăn, nhẹ giọng nói, con người ngươi cái gì cũng tốt, nhưng có một điểm không được, đó là thiếu quyết đoán trong một số chuyện tình cảm. Phụ nữ trên đời này, phải lòng một người không phải chuyện dễ dàng, nhưng một khi yêu rồi, sẽ là đến chết không thay đổi. Dứt lời, nàng nhìn thẳng vào Diệp Huyên, tình cảm này, nếu không được đáp lại, thì sẽ là gặp một người. Lầm lỡ cả đời. Ngươi, có hiểu không? Nghe vậy, tâm trạng Diệp Huyên chợt trở nên nặng nề. Thái Sơ Tịnh cười nói, đi gặp vô biên đi. Người này rất thần bí, có lẽ sẽ biết được chuyện ở bên kia thiên tường. Diệp Huyên gật đầu, được. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Thái Sơ Tịnh nhìn Diệp Huyên đã đi xa bằng đôi mắt sâu thẳm, một lúc sau, nàng khẽ thở dài, sau đó cũng rời đi. Trong tiếng thở dài này có sự mất mát, cũng có giải thoát, nhưng nhiều hơn chính là vui vẻ. Cảm xúc rất phức tạp.
Ở một bên khác, tiểu tháp chợt nói, tiểu chủ, chẳng lẽ người không biết tấm lòng của cô nương kia à? Diệp Huyên đáp, biết. Tiểu tháp tỏ vẻ khó hiểu, vậy là người giả vờ không biết à? Diệp Huyên cười nói, không phải là giả vờ không biết, ta không thể cứ có một cô gái thích ta là lại phải nạp thu người đó vào hậu cung được, hiểu không? Tiểu tháp im lặng, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, nam nữ ở bên nhau phải có tình cảm làm nền móng, ta và nàng đã ở cạnh nhau được một khoảng thời gian, nói yêu thì hơi quá, hai bên có thiện cảm là điều đương nhiên, mà nếu chỉ vì có thiện cảm ta đã muốn thu vào hậu cung. Nói đến đây, hắn lắc đầu, đó không phải là yêu, đó chỉ là suy nghĩ bằng nửa thân dưới, tinh trùng lên não, không có trách nhiệm với người khác. Trên đời này có nhiều phụ nữ như thế, nếu ta cũng chỉ vì có thiện cảm mà nạp hết vào hậu cung, vậy không phải ta sẽ thành ngựa giống rồi sao? Tiểu tháp nhỏ giọng lẩm bẩm, dù sao thì trong lòng ta, người cũng không khác ngựa giống là mấy. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đi tới một tòa thành cổ, điều đáng nói là tòa thành này thuộc quyền quản lý của thư viện Quan Huyên. Sau khi biết được điều này, Diệp Huyên lập tức nhíu mày, hắn qua đầu nhìn về phía ám quân, phổ biên này đi thanh lâu ở chỗ của ta à? Ám quân cười ngượng ngùng, đúng vậy, nếu không phải như thế, ta cũng không thể tìm thấy ông ta nhanh như thế được. Diệp Huyên cạn lời, hắn thật sự không hiểu tại sao vô biên này lại xa đọa thành thế này. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã đi tới một cái thanh lâu, vừa đi đến đây thì lập tức nghe thấy đủ các âm thanh trong trẻo. Ám quân nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Lúc này, một cô gái bước ra, cô gái có vẻ ngoài thanh tú, vóc dáng quyến rũ, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ. Cô gái cúi người hành lễ với Diệp Huyên, cung kính nói, chào Diệp công tử. Diệp Huyên quay đầu nhìn ám quân cất lời, dẫn chúng ta đi gặp vô biên chủ. Cô gái vội vàng gật đầu, sau đó dẫn hai người Diệp Huyên đi lên lầu, mà lúc này, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, chẳng những thế, mấy cô gái kia cũng đã biến mất tăm. Rõ ràng là do ám quân sắp xếp. Dưới sự hướng dẫn của người phụ nữ, Diệp Huyên và ám quân đi tới trước một lầu các, cô gái cúi người nói, vô biên công tử kia ở nơi này. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay tới trước mặt cô gái, làm phiền cô rồi. Cô gái sửng sốt, sau đó vội lắc đầu, đây là chuyện thiếp phải làm, xin công tử thu lại. Diệp Huyên cười nói, nhận lấy đi. Cô gái chần chừ nhìn về phía ám quân vội nói, công tử bảo cô nhận thì cô cứ nhận, cô đừng nhìn ta. Nói thật lòng, cô gái này nhìn như thế khiến hắn ta sợ đến mức suýt rớt tim ra ngoài. Hành động này nếu khiến Diệp công tử cho rằng hắn ta ở phía dưới một tay che trời thì chẳng phải sẽ đáng sợ lắm sao? Nghe thấy lời của ám quân, cô gái vội vàng nhận lấy nhẫn chứa đồ, nói cảm ơn rồi rời đi. Diệp Huyên nhìn về phía ám quân, cười không nói gì. Ám quân cũng cười ngượng ngùng, bình thường ta hiền lành lắm, thật đấy. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, sau đó nhìn vào trong, vô biên, có thể nói chuyện một lát không? Không ai đáp lời. Diệp Huyên cũng không khách sáo, hắn thẳng thừng đẩy cửa đi vào, trong phòng, vô biên đang nằm trên giường. Vắt chéo chân, tay phải còn đang cầm một bầu rượu, quan trọng nhất là trong lòng ông ta còn đang ôm hai cô gái. Còn ám quân thì rất biết điều lui xuống, hai cô gái kia cũng vội vàng đứng dậy rồi đi ra ngoài. Diệp Huyên đi tới trước mặt phổ biên cười nói, kháo sơn vương, ha ha. Diệp Huyên cười đáp, phổ biên, lại gặp nhau rồi. Phổ biên nhìn Diệp Huyên, người đến tìm ta chắc chắn là không có chuyện gì tốt lành. Diệp Huyên trầm giọng nói, Phổ Biên, ông có biết thiên tường không? Nghe vậy, Phổ Biên híp mắt, người đã tiếp xúc với thiên tường rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Phổ Biên nâng bầu rượu lên uống một ngụm, sau đó hỏi, có phải ngươi muốn vượt qua nó không? Diệp Huyên cười, chỉ tò mò thôi. Phổ Biên nhìn hắn, nếu ngươi muốn đi thì cũng đơn giản lắm. Diệp Huyên vội hỏi, sao lại nói thế? Phổ Biên cười nói, gọi muội muội ngươi xuất hiện, nàng vừa xuất hiện, thiên tường gì đó đều chỉ là cặn bã, vẫy tay một cái là có thể đánh tan. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, chuyện nhỏ thế này chắc không cần muội muội của ta phải ra tay đâu. Phổ Biên hờ hững đáp, đừng trách ta nói thẳng, chỉ dựa vào chính ngươi, cho ngươi thêm 100 năm,
ngươi cũng không vượt qua được. Diệp Huyên cười khẽ, tỏ vẻ không tin. Cho hắn 100 năm, không dám nói sẽ đạt tới trình độ như Tam Kiếm, nhưng Diệp Huyên hắn chắc chắn là người mạnh nhất dưới Tam Kiếm. Phải biết rằng, 100 năm tu luyện trong tiểu tháp là bao nhiêu năm? Rất nhiều năm. Cũng chịu thôi, hắn không giỏi toán. Vô Biên nhìn Diệp Huyên, ta biết thực lực của ngươi bây giờ có thể đánh một trận với thánh nhân, nhưng như thế thì sao? Trong mắt một vài người, ngươi vẫn như một con kiến thôi. Diệp Huyên cười hỏi, ở trong mắt Vô Biên ông cũng là như thế à? Vô Biên cười khẽ, khiêu khích, đánh một trận không? Diệp Huyên mỉm cười, ta cũng có ý đó. Vô Biên cười to, sau đó vung tay áo, trong nháy mắt, ông ta và Diệp Huyên cùng xuất hiện trong một vùng hư không. Vô Biên nhìn Diệp Huyên, ngươi có thể ra tay. Nếu ngươi muốn hỏi tại sao, thì ta có thể cho ngươi biết, vì nếu ta ra tay trước, thì ta sợ ngươi không có cơ hội ra tay nữa đâu. Ra vẻ. Diệp Huyên cười nói, Vô Biên, cược đi, ta sẽ để ông ra tay trước, nếu ông không thể giết ta bằng một chiêu, thì sau này gặp ta ông phải chào một tiếng đại ca, sao nào? Đương nhiên, nếu ta không đỡ được. Vô Biên thẳng thừng xua tay, ngươi đừng có gài bẫy ta, ngươi biết ta không dám giết ngươi, cho nên mới ra cái điều kiện cá cược như thế. Nếu ngươi thật sự có gan thì đổi thành nếu ta không thể khiến ngươi mất đi khả năng chiến đấu với một chiêu, ta sẽ gọi ngươi là đại ca, được chứ? Diệp Huyên cười nói, được thôi. Vô Biên nhìn Diệp Huyên, nếu ta thắng, ngươi sẽ làm gì? Diệp Huyên đáp, ông nói điều kiện đi. Vô Biên cười, đơn giản thôi, nếu ta thắng, tiểu tháp kia của ngươi thuộc về ta. Diệp Huyên cạn lời. Mẹ kiếp! Không ngờ cả Vô Biên cũng đang dòm ngó đến tiểu tháp. Vô Biên cười nói, ngươi dám không? Diệp Huyên cười to, có gì không dám chứ? Lên đi! Dứt lời, hắn vung tay áo, kiếm ý nhân gian dâng trào, trong nháy mắt, toàn bộ hư không lập tức sôi sục, cực kỳ đáng sợ. Vô Biên cười khẽ kiếm ý nhân gian. Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay, sau đó nắm chặt lại, hành động này khiến hư không lập tức biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Huyên đã bị cuốn vào trong vòng xoáy hư không, ở trong này, Diệp Huyên nhìn thấy vũ trụ tinh không vô tận. Diệp Huyên híp mắt, thầm thấy rung động. Vô Biên nhìn Diệp Huyên, chắc người cũng biết thiên chi thánh cảnh có thể mượn thế, nhưng ta cho người biết. Những người đó đều chỉ mượn tiểu thế, vì vũ trụ tinh không trong mắt bọn họ chỉ là một lồng giam, bọn họ không hề biết vũ trụ này rộng lớn đến mức nào. Lên đi, ta sẽ cho ngươi xem ta mượn thế. Dứt lời, ông ta đè tay về phía Diệp Huyên. Oanh! Vô số tinh không vũ trụ lập tức như những con thú khổng lồ kéo về phía Diệp Huyên trong vòng xoáy. Lúc này, Diệp Huyên chỉ cảm nhận được uy thế tinh không vũ trụ vô cùng vô tận. Uy thế mà Vô Biên này mượn mạnh hơn những cường giả thiên chi cảnh khác không chỉ gấp chục nghìn lần. Vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên biết hắn vẫn đánh giá thấp Vô Biên chủ trước mặt rồi. Nhưng hắn cũng không sợ. Dưới ánh nhìn của Vô Biên, Diệp Huyên đột nhiên bước một bước về phía trước, kiếm vực nhân gian xuất hiện, nhưng dù là kiếm vực nhân gian cũng không thể chịu được uy thế tinh không vô tận này. Vừa mới xuất hiện đã bắt đầu trở nên hư ảo. Ngay lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm ý nhân gian vô cùng vô tận bay ra từ trong lòng bàn tay hắn, sau khi có kiếm ý nhân gian, kiếm vực nhân gian này lập tức ổn định lại, ngay lúc này, Diệp Huyên lập tức điều động huyết mạch chi lực. Oanh! Ngay lập tức, toàn bộ kiếm ý nhân gian đều biến thành một máu đỏ như máu. Chẳng những thế, lúc này, đạo thần chi lực của hắn cũng không ngừng dâng trào. Cũng lúc đó, Diệp Huyên đột nhiên xuất kiếm. Thanh Huyên Nhất Kiếm. Đây là chiêu kiếm mạnh nhất của hắn từ trước đến giờ, cũng là chiêu kiếm sử dụng hết toàn lực. Chiêu kiếm này khiến uy thế tinh không vũ trụ trước mặt Diệp Huyên lập tức nứt ra, chẳng những thế, kiếm Thanh Huyên còn biến thành một tia kiếm quang chém đến trước mặt Vô Biên, có điều lại bị Vô Biên dùng lòng bàn tay ngăn cản. Phía xa, Diệp Huyên chậm rãi bước ra, hắn nhìn Vô Biên bằng đôi mắt tựa như biển máu, Vô Biên tiểu lão đệ, thời đại thay đổi rồi. Đừng xem ta như đứa yếu ớt nữa, hiểu không, Vô Biên? Không thể không nói, lúc này Vô Biên thật sự thấy hơi khiếp sợ. Ông ta không ngờ uy lực chiêu kiếm kia của Diệp Huyên lại mạnh đến mức này. Đánh giá thấp rồi.
Sơ suất quá. Lần này ông ta thấy hơi mất mặt. Thật ra nguyên nhân quan trọng nhất là ông ta không dám quá tuyệt tình, vì thế chiêu khi nãy vẫn còn nương tay. Đương nhiên ông ta cũng là bất ngờ thật. Mới một khoảng thời gian ngắn không gặp, chiến lực của Diệp Huyên đã mạnh đến mức này rồi. Tốc độ tu luyện đúng là quá nhanh. Không hổ là người bật hách. Lúc này, Diệp Huyên dần bình thường trở lại. Trong lòng Diệp Huyên cũng khá rung động, dù hắn đỡ được chiêu thức kia của vô biên chủ, nhưng hắn có thể cảm nhận được vô biên chủ không sử dụng hết toàn lực. Vô biên cũng chưa hẳn đã thành đệ đệ của hắn. Hắn cũng cảm thấy khá bất ngờ. Diệp Huyên không nói gì, vô biên cũng im lặng, tuy ông ta không sử dụng hết sức lực, nhưng trận chiến khi nãy vẫn tính là ông ta thua. Gọi đại ca. Chắc chắn ông ta sẽ không làm. Thể diện, ông ta có thể cần, cũng có thể không cần. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, vô biên, cá cược khi nãy chỉ là một trò đùa thôi, ông đừng xem là thật. Hắn biết vô biên không thể nào gọi hắn là đại ca, nếu đã thế thì sao không rộng lượng một chút chứ? Vô biên nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên nghiêm túc nói, vô biên, ông có biết bí mật phía sau thiên tường không? Vô biên lạnh nhạt đáp, cũng không có bí mật gì lớn, chỉ là một nền văn minh khá lớn mạnh mà thôi. Diệp Huyên hơi tò mò, nền văn minh gì? Vô biên nói, nền văn minh thần chi. Nền văn minh thần chi? Diệp Huyên cau mày. Vô biên lắc đầu, sự lớn mạnh của nền văn minh này vượt xa sức mạnh của ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta đi qua đó sẽ biến thành con kiến à? Vô biên nhìn Diệp Huyên, ngươi ở bên đó còn không được xem là con kiến. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Vô biên lắc đầu, ngươi đừng cho rằng ta đang hù dọa ngươi, nền văn minh thần chi này có thể tái tạo lại vũ trụ tinh hà, thủ đoạn như thế đã vượt qua võ đạo bình thường rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tái tạo lại vũ trụ tinh hà. Vô biên gật đầu, ở vũ trụ hiện tại này, sau khi một lượng lớn vũ trụ tinh hà cạn kiệt linh khí, ít nhất phải mấy tỷ năm mới có thể khôi phục được, nhưng nền văn minh thần chi này lại có thể hồi phục linh khí của một vũ trụ cạn kiệt linh khí trong nháy mắt. Nghe vậy, Diệp Huyên tỏ vẻ kích động, có thể hồi phục một vũ trụ đã cạn kiệt linh khí trong nháy mắt ư. Vô biên gật đầu, đương nhiên cũng có thể khiến một vũ trụ cạn kiệt linh khí trong nháy mắt. Đây vẫn chưa xem là điều lợi hại nhất, ghê gớm nhất chính là bọn họ có thể tái tạo lại vũ trụ, nói một cách đơn giản chính là khiến tất cả sinh linh trên vũ trụ đó chết hết, hiến tế những sinh linh này, để họ tẩm bổ cho vũ trụ, sau đó khiến vũ trụ ấy trở lại thời điểm tốt nhất. Diệp Huyên im lặng, thầm thấy rúng động. Vô biên lại nói, thiên tường kia là do chủ nhân Bút Đại Đạo làm ra. Ông ta xây dựng thiên tường này không phải vì để nhốt những người ở đây lại, mà là để bảo vệ người nơi này, nếu không nhờ có nó, nơi này đã bị tái tạo lại từ lâu rồi. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, có phải bọn họ rất coi thường những sinh linh khác không? Vô biên lạnh nhạt hỏi, có phải ngươi rất xem thường một con kiến không? Diệp Huyên im lặng. Vô biên lại nói, ở trong mắt bọn họ, sinh linh ở vũ trụ này chỉ tựa như những con kiến. Chẳng những thế, trong thế giới quan của bọn họ, đây đều là những con kiến có hại, vì những sinh linh này đang không ngừng mài mòn vũ trụ hành tinh, khiến linh khí trên vũ trụ hành tinh khô cạn, sau đó bị hủy diệt. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, nói một cách đơn giản hơn là bọn họ xem sinh linh bên này là những sinh mệnh cấp thấp. Diệp Huyên cạn lời. Mẹ kiếp! Tự nhiên lại bị khinh thường. Vô biên hờ hững nói, đừng cho rằng bản thân bị coi thường, vì bọn họ thật sự có thực lực xem người nơi này là kiến. Nếu không nhờ sự tồn tại của thiên tường kia, bọn họ muốn hủy diệt vũ trụ đã biết này thật sự quá đơn giản. Giống như ngươi đi dẫm nát một cái ổ kiến vậy. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, khi nãy ông nói nếu muội muội ta đến đó. Vô biên nhìn Diệp Huyên, ngươi có thể dẫn theo muội muội sang đó xem thử. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, ta và bọn họ không thù không oán. Vô biên nói, Kháo Sơn Vương, sớm muộn gì ngươi cũng phải chiến đấu với bọn họ thôi. Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, tại sao? Vô biên nhìn Diệp Huyên, ngươi bây giờ gần như đã là người đứng đầu vũ trụ đã biết này rồi, nói một cách đơn giản ngươi chính là vua kiến, nếu thiên tường biến mất, thì vua kiến là ngươi chắc chắn phải đứng ở đầu sóng ngọn gió, lúc đó, ngươi có thể không đối đầu với bọn họ sao?
Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, ta cảm thấy có thể thương lượng mà. Vô Biên nhún vai, người có thể đi thử xem. Diệp Huyên cười nói, yên tâm, nếu thật sự có ngày đó, ta sẽ dẫn muội muội đi đàm phán cùng. Muội muội ta là một chuyên gia đàm phán đấy. Vô Biên nhìn Diệp Huyên, người đúng là hay thật. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Vô Biên, ông không đi dạo thử à? Hay là, ông không dám đi tới bên kia thiên tường? Vô Biên cười hỏi, người đang khích tướng ta à? Diệp Huyên đáp, không phải. Vô Biên nói, người yên tâm, ta sang nơi đó sẽ không trở thành kiến đâu. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi. Như nhớ ra điều gì, ông ta đột nhiên dừng lại, sau đó lại nói, chiêu kiếm khi nãy của ngươi được đấy, nhưng vẫn chưa đến mức độ cao nhất. Nói xong, ông ta biến mất ở cuối tinh không. Mức độ cao nhất. Diệp Huyên im lặng. Chiêu kiếm kia của hắn đương nhiên vẫn chưa đạt đến mức độ cao nhất, vẫn còn không gian để đột phá. Lúc này, ám quân xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, ám quân cất giọng nói nặng nề, Diệp thiếu, tuyệt địa xảy ra chuyện rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Ngay sau đó, hắn lập tức trở về tuyệt địa. Sau khi trở về tuyệt địa, hắn phát hiện lúc này toàn bộ bản tộc đều đang đề phòng như sắp gặp phải kẻ thù đáng sợ. Diệp Huyên nhìn đến bàn quốc sư cô nương, đã xảy ra chuyện gì thế? Bàn quốc sư nói với giọng điệu nặng nề, Diệp công tử đi theo ta. Sau đó nàng ấy dẫn theo Diệp Huyên xuất hiện trên bàn sơn, từ nơi này vừa khéo có thể nhìn thấy thiên tường kia. Diệp Huyên nhìn về phía thiên tường, lúc này, thiên tường đang rung động dữ dội, có năng lượng mạnh mẽ không ngừng lan ra. Thiên tường. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên xa sầm mặt. Ở xung quanh hắn lúc này, toàn bộ cường giả bàn tộc đều đã đến, người người đều rất đề phòng. Lúc này bàn Giang cũng xuất hiện, ông ta nhìn thiên tường phía xa với nét mặt vô cùng nặng nề, Diệp công tử, không phải cậu muốn mở thư viện à? Ta đồng ý cho cậu mở thư viện trong bàn tộc ta. Diệp Huyên nhìn bàn Giang, các hạ cảm thấy ta bị ngu sao? Bàn Giang cười nói, Diệp công tử cho rằng bàn tộc ta đấu không lại người bên kia thiên tường à? Diệp Huyên im lặng. Nếu bên kia thiên tường thật sự giống như lời Vô Biên nói, thì ở trước mặt người ta, bàn tộc thật sự chẳng là gì. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, xét từ chủ nghĩa nhân đạo, ta muốn nhắc nhở hai vị, bên kia thiên tường không đơn giản, nếu bọn họ xuất hiện, ta đề nghị bàn tộc lập tức rút lui, đừng cố mà chống lại. Nghe vậy, hai người nhóm bàn Giang nhìn về phía Diệp Huyên im lặng. Hắn cũng đã nói xong rồi. Có tin hay không phải xem đối phương. Lúc này, thiên tường phía xa đột nhiên tách ra hai bên. Nhìn thấy cảnh này, những cường giả bàn tộc xung quanh đều thay đổi sắc mặt, rối rít đề phòng. Đương nhiên bọn họ cũng thấy kiêng dè với bên kia thiên tường. Diệp Huyên nhìn về phía thiên tường, sau khi tách ra, một tia sáng trắng có ánh vàng bắn ra từ bên trong, ngay sau đó, có một hư ảnh đi tới trên ánh sáng trắng. Diệp Huyên im lặng. Hắn cảm thấy không đúng lắm. Tại sao thiên tường này biết bao nhiêu năm không mở ra, nhưng hắn vừa đến đây thì đã mở. Chẳng lẽ là chủ nhân bút đại đạo đang hãm hại hắn? Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nặng nề. Tất cả cường giả bàn tộc xung quanh đều đang nhìn hư ảnh kia với nét mặt vô cùng đề phòng. Lúc này, hư ảnh dừng lại trước mặt mọi người, hư ảnh đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng. Gã ta mở tay phải, phất nhẹ một cái, trong nháy mắt, vô số tia sáng màu lục tập trung đến từ bốn phía, sau đó bay vào giữa chân mày gã ta. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu. Một lát sau, hư ảnh đột nhiên cất lời, tái tạo vũ trụ. Tái tạo vũ trụ. Nghe vậy, mấy người nhóm bàn Giang đều nhíu mày, không hiểu ý gã ta. Diệp Huyên đen mặt lại, con mẹ nó. Người này vừa đến đây đã muốn tái tạo vũ trụ rồi. Thao tác gì thế này? Hư ảnh lại không nói gì với mấy người nhóm bàn Giang, gã ta giơ tay phải, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, động tác này khiến toàn bộ bàn tộc sôi trào, sau đó từng chút tan biến. Nhìn thấy cảnh này, tất cả cường giả của bàn tộc đều thay đổi sắc mặt, trong mắt bàn Giang dẫn đầu có lệ khí lóe lên, ông ta vung tay áo, một lực lượng đáng sợ kéo về phía hư ảnh. Bàn Giang vừa ra tay đã dốc hết sức lực.
Nhưng lực lượng này vừa đến trước mặt hư ảnh đã bị hư ảnh cong ngón tay, nhẹ nhàng chỉ một cái, lực lượng đáng sợ mà Bàn Giang đánh ra lập tức vỡ vụn. Quá đáng sợ. Bàn Giang cũng sửng sốt. Những cường giả bàn tộc còn lại cũng thay đổi sắc mặt. Bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của người này. Bàn Giang còn muốn nói gì đó nhưng hư ảnh lại vung tay áo, một tia sáng trắng bay ra, Bàn Giang còn chưa kịp phản ứng đã bị tia sáng trắng này đánh trúng, sau đó biến mất không còn tung tích. Tiêu diệt trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, các cường giả bàn tộc xung quanh đều hóa đá. Một cường giả thánh cảnh cứ thế bị giết chết rồi. Giết chết trong nháy mắt. Diệp Huyên ở bên cạnh kéo ống tay áo Bàn Quốc Sư, rút lui. Rút lui. Nói xong, hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Chắc chắn là đánh không lại. Tạm thời trốn đi trước đã. Thấy Diệp Huyên bỏ chạy, Bàn Quốc Sư thoáng sửng sốt, sau đó cũng vội nói, tất cả người của bàn tộc, rút lui. Rút lui. Vừa nói xong, nàng ấy lập tức xoay người bỏ chạy, lúc này, các cường giả khác của bàn tộc không để tâm được điều gì nữa, cũng xoay người chạy đi. Mà hư ảnh kia cũng không đuổi theo. Gã ta chậm rãi đè tay phải đè xuống, tất cả sinh linh ở tuyệt địa lập tức trở nên hư ảo. Không thể phản kháng. Khi một vài cường giả của bàn tộc rời khỏi tuyệt địa, vô số sinh linh trong tuyệt địa đã bị giết chết, nhưng hư ảnh kia cũng không tiêu diệt toàn bộ tuyệt địa, chỉ tiêu diệt những sinh linh kia thôi. Chẳng những thế, không biết hư ảnh kia đã làm gì, mà linh khí trong tuyệt địa bắt đầu điên cuồng dâng lên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sa sầm mặt. Đây chính là những gì Vô Biên nói, giết sinh linh, tế vũ trụ. Diệp Huyên im lặng. Phải, toàn bộ vũ trụ bây giờ đều biến thành kiến. Không biết tại sao, trong lòng hắn lại cảm thấy cũng không quá khó chịu. Nhìn thấy cảnh trước mắt, những cường giả bàn tộc xung quanh đều ngơ ngác. Chuyện này hoàn toàn vượt qua nhận thức của bọn họ. Đây là nền văn minh cấp cao tiến hành tấn công với nền văn minh cấp thấp hơn. Sắc mặt Diệp Huyên cũng hơi khó coi, đối với nền văn minh thần chi, hắn có hiểu biết hơn bàn tộc, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của bọn họ, trong lòng hắn vẫn hơi khiếp sợ. Không thể không nói, nền văn minh này mạnh hơn tất cả những nền văn minh mà hắn nhìn thấy trước đây. Lúc này, hư ảnh kia đột nhiên bay ra, nhìn thấy hư ảnh này, sắc mặt những cường giả bàn tộc xung quanh lập tức thay đổi. Vội vàng lui về sau. Diệp Huyên nhìn hư ảnh kia, kiếm trong tay chuẩn bị xuất chiêu. Hư ảnh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, gã ta không nói một câu, lập tức nâng tay lên, sau đó đè về phía Diệp Huyên. Oanh! Một lực lượng đáng sợ kéo về phía Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên híp mắt, không hề nhiều lời, thẳng thừng xuất kiếm. Thanh Huyên nhất kiếm. Ong! Một tiếng kiếm reo vang lên, kiếm Thanh Huyên phá không bay đi. Vụt! Nhưng kiếm Thanh Huyên vừa mới đến trước hư ảnh kia đã bị gã ta kẹp lại bằng hai ngón tay, sau đó, gã ta dùng sức một cái. Oanh! Kiếm Thanh Huyên rung động dữ dội, nhưng lại không gãy. Hư ảnh sửng sốt nhìn thanh kiếm trong tay, sau đó lại dùng sức một lần nữa. Oanh! Một lực lượng đáng sợ tràn vào trong kiếm Thanh Huyên. Kiếm Thanh Huyên rung lên lần nữa, nhưng vẫn không gãy. Lúc này, hư ảnh đã hoàn toàn sững sờ. Không phá hủy được. Hư ảnh vẫn không tin, vì thế, gã ta lại dùng sức một lần nữa. Vô số lực lượng đáng sợ tràn vào trong kiếm Thanh Huyên rung lên, nhưng vẫn như thế. Hư ảnh im lặng. Gã ta cảm thấy hơi khó tin, vì theo định luật thần chi. Gã ta chắc chắn có thể hủy diệt thanh kiếm này. Định luật thần chi, nền văn minh thần chi có khả năng áp đảo tuyệt đối với nền văn minh cấp thấp. Mà vũ trụ này chính là một nền văn minh cấp thấp. Lực lượng của gã ta khi nãy hoàn toàn có thể tiêu diệt một vũ trụ có mấy nghìn tỷ sinh linh, nhưng lại không thể phá vỡ thanh kiếm này. Vì thế, gã ta cảm thấy rất khó tin. Không đúng, phải nói là đã lật đổ nhận thức của gã ta. Vì thế, gã ta nhìn về phía Diệp Huyên, sinh mệnh cấp cao. Sinh mệnh cấp cao. Diệp Huyên sửng sốt. Mà lúc này, hư ảnh lại lắc đầu, không, ngươi là sinh mệnh cấp thấp. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức sa sầm mặt.
Hư ảnh lại nhìn về phía thanh kiếm trong tay bằng nét mặt nghi ngờ, đây là, đồ của vũ trụ có nền văn minh cấp cao, ngươi, là sinh mệnh cấp thấp, vì sao ngươi có thể sử dụng nó? Diệp Huyên nhìn hư ảnh, sau đó chỉ vào mình ta, là sinh mệnh cấp cao. Hư ảnh cau mày. Diệp Huyên đột nhiên điều động huyết mạch chi lực. Oanh! Sau khi điều động huyết mạch chi lực, một huyết mạch chi lực đáng sợ xuất hiện. Nhìn thấy huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, hư ảnh thoáng sửng sốt, ngươi, làm gì vậy? Diệp Huyên đen mặt, huyết mạch, sinh mệnh cấp cao. Hư ảnh lắc đầu, sinh mệnh của nền văn minh cấp cao không phải thể hiện bằng huyết mạch, ngươi, chính là sinh mệnh của nền văn minh cấp thấp, nên bị tiêu diệt. Diệp Huyên lập tức chỉ vào kiếm Thanh Huyên, vật của nền văn minh cấp cao. Hư ảnh gật đầu, phải. Diệp Huyên đang định nói tiếp thì hư ảnh lại cất lời, đây là vật của nền văn minh cấp cao, ta là sinh mệnh của nền văn minh cấp cao, cho nên thứ này là của ta. Vãi! Diệp Huyên ngạc nhiên, tên chết tiệt này nói một lúc lâu là để nói thanh kiếm này thành của gã ta sao cho hợp tình hợp lý à? Ông đây còn chưa cướp giật như mi đâu. Lại học được một chiêu rồi. Sau khi nói xong, hư ảnh kia lập tức cất kiếm Thanh Huyên đi. Sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, gã ta đang định cất lời thì Diệp Huyên đột nhiên động tâm niệm, kiếm vực nhân gian bao phủ lấy gã ta, một khắc sau, vô số kiếm quang thoáng chốc bao vây hư ảnh này lại. Kiếm vực nhân gian. Không chỉ thế, lúc này Diệp Huyên còn hoàn toàn kích hoạt huyết mạch chi lực của mình, huyết mạch chi lực vô cùng vô tận kết hợp với kiếm ý nhân gian trong người. Lúc này, hắn thật sự đã dốc hết sức lực rồi. Vô số kiếm quang tung hoành khắp nơi. Lúc này, hư ảnh kia đột nhiên nâng tay phải, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Ầm. Động tác này khiến vô số kiếm quang vỡ tan. Ngay lúc này, hư ảnh cầm kiếm Thanh Huyên biến mất khỏi vị trí ban đầu, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt Diệp Huyên, cùng lúc đó, kiếm Thanh Huyên đâm thẳng vào giữa chân mày Diệp Huyên. Oanh. Trong cơ thể Diệp Huyên lập tức bộc phát ra một lực lượng đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, mấy người nhóm Bàn Quốc Sư ở bên cạnh sửng sốt. Diệp công tử này cứ thế chết đi à? Nhưng một khắc sau, sắc mặt bọn họ lại thay đổi, vì bọn họ phát hiện, Diệp Huyên lại không bị làm sao cả. Trong người Diệp Huyên đột nhiên bộc phát ra vô số kiếm quang, trong nháy mắt đã đẩy lui hư ảnh kia. Sau đó, tay phải của hắn cầm lấy kiếm Thanh Huyên rồi chậm rãi rút kiếm ra. Nhìn thấy thế, mấy người nhóm Bàn Quốc Sư đưa mắt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Hư ảnh ở phía xa nhìn thấy cảnh này cũng cau mày, đây. Diệp Huyên nhìn về phía hư ảnh, trong mắt lộ vẻ dữ tợn, hắn không phí lời, lập tức rút kiếm xông về phía trước. Xoẹt, Thanh Huyên nhất kiếm, cũng là chiêu kiếm mạnh nhất của hắn hiện tại. Nhưng dù tọa độ xác định là hư ảnh, tốc độ của kiếm Thanh Huyên vẫn không thể nhanh hơn gã ta, khi kiếm còn cách giữa chân mày hư ảnh khoảng một tấc, hư ảnh lập tức cầm lấy kiếm bằng tay phải. Lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong kiếm Thanh Huyên cứ thế bị áp chế. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên cạn lời. Bây giờ hắn cảm thấy hơi bực mình, nếu hư ảnh này chỉ là một cường giả bình thường trong nền văn minh thần chi, thì còn đánh nhau cái khỉ gì nữa. Hư ảnh đột nhiên cất lời, sinh mệnh cấp thấp, trong định luật thần chi, người không thể đánh thắng được sinh mệnh cấp cao đâu. Diệp Huyên nhìn hư ảnh, người muốn tái tạo lại vũ trụ này. Hư ảnh gật đầu, phải. Diệp Huyên bình tĩnh nói, có thể thương lượng chút không? Hư ảnh lắc đầu, sinh mệnh cấp thấp không có tư cách đàm phán với sinh mệnh cấp cao, vì chúng ta coi thường các ngươi. Diệp Huyên nhìn hư ảnh, không đáp lại. Lúc này, hư ảnh lại nói, sinh mệnh cấp thấp lãng phí tài nguyên của vũ trụ. Dứt lời, gã ta chậm rãi bay lên trời, sau đó giơ tay phải, đang muốn đánh xuống thì Diệp Huyên đột nhiên bay lên. Sau khi lên đến không trung, Diệp Huyên chĩa thẳng kiếm Thanh Huyên về phía hư ảnh, một khắc sau, hắn đột nhiên biến mất. Hư ảnh nhìn Diệp Huyên, lắc đầu, sinh mệnh cấp. Còn chưa nói hết câu, trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên bộc phát ra kiếm ý nhân gian vô cùng vô tận. Diệp Huyên nhìn hư ảnh phía xa, chư thiên vạn giới, nghe lệnh của ta. Giọng nói như sấm rền thoáng chốc lan truyền khắp chư thiên vạn giới, mà lúc này, tất cả sinh linh dưới trướng thư viện Quan Huyên đều ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Bọn họ đều nghe thấy giọng nói của Diệp Huyên. Trong thư viện Quan Huyên, Thanh Khâu chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt của nàng ấy xuyên qua tinh không,
nhìn thấy tuyệt địa. Khi thấy hư ảnh, ánh mắt của nàng ấy thoáng chốc trở nên lạnh như băng. Nhưng nàng ấy không ra tay. Nàng ấy biết, lần này Diệp Huyên muốn điều động tất cả tín ngưỡng chi lực. Nếu thành công sẽ rất có lợi với Diệp Huyên. Tuyệt địa, Diệp Huyên cầm kiếm chỉ vào hư ảnh, người nào dưới trướng thư viện quan huyên đều nghe theo lệnh ta, xuất kiếm. Oanh! Trong thoáng chốc, thời không xung quanh Diệp Huyên lập tức sôi trào, cùng lúc đó, vô số tín ngưỡng chi lực biến thành những thanh kiếm dao động trong thời không, tập trung về phía hắn. Trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ dữ tợn, chém xuống một kiếm. Xoẹt, vô số tín ngưỡng chi kiếm phá không chém về phía hư ảnh kia. Lúc này, có ít nhất mấy nghìn tỷ chuôi tín ngưỡng chi kiếm theo kiếm thanh huyên chém về phía hư ảnh. Nhìn thấy cảnh này, mấy người nhóm bàn quốc sư đều thay đổi sắc mặt, vội vàng lùi lại, cách xa Diệp Huyên, vì những tín ngưỡng chi kiếm này thật sự quá kinh khủng. Vô cùng vô tận. Lúc này, Diệp Huyên vận dụng tín ngưỡng chi lực của bản thân đến mức độ cao nhất, vì hắn đã điều động tín ngưỡng của tất cả sinh linh dưới sự thống trị của hắn. Chiêu kiếm chém ra, tín ngưỡng chi kiếm vô cùng vô tận theo sát phía sau. Sắc mặt của hư ảnh phía xa cuối cùng cũng thay đổi. Lúc này, trong mắt gã ta không còn sự khinh thường nữa, tay phải của gã ta chậm rãi đè xuống, một lực lượng mạnh mẽ cuộn trào từ trong lòng bàn tay của gã ta. Oanh! Vô số tín ngưỡng chi kiếm chém tới, chiêu kiếm này đúng thật là hủy thiên diệt địa. Dưới ánh nhìn của các cường giả bàn tộc, hư ảnh kia liên tục lùi lại cả triệu trượng, lùi thẳng đến dưới thiên tường kia. Hư ảnh giẫm chân phải, một lực lượng đáng sợ dâng lên từ trong lòng bàn tay của gã ta, chống lại nhân gian tín ngưỡng chi kiếm vô tận kia. Mà lần này, lực lượng của gã ta không thể áp chế được nhân gian tín ngưỡng chi kiếm này, chẳng những thế, tín ngưỡng chi kiếm của Diệp Huyên còn vô cùng vô tận, hết kiếm này đến kiếm khác chém tới, vì thế, hư ảnh vừa mới dừng lại bắt đầu liên tục lùi về phía sau một lần nữa. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên chém xuống một kiếm nữa. Chiêu kiếm này tựa như sông lớn vỡ đê, dòng sông kiếm khí kéo tới. Một tiếng nổ vang lên, hư ảnh lập tức bị đánh bay, cuối cùng đập mạnh lên thiên tường. Oanh! Thiên tường rung động dữ dội như động đất, cực kỳ đáng sợ. Nhưng nó cũng không sập xuống. Nhưng hư ảnh kia lại trở nên vô cùng mờ ảo, chẳng những thế, trong gã ta có vô số điểm sáng màu xanh bắt đầu tản ra ngoài từng chút một. Phía xa, Diệp Huyên thu hồi kiếm thanh huyên, sắc mặt tái mét. Chiêu kiếm này tốn quá nhiều sức lực. Sau khi xuất kiếm, bản thân hắn cũng đã không còn sức chiến đấu nữa. Phía xa, trong người hư ảnh ngày càng có nhiều năng lượng màu xanh tản ra bốn phía, gã ta nhìn Diệp Huyên phía xa, tỏ vẻ khó tin, việc này, sao có thể chứ, định luật thần chi, sinh mệnh cấp thấp không thể giết sinh mệnh cấp cao, sao ngươi có thể làm trái với định luật? Không khoa học. Còn chưa nói hết câu, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng qua giữa chân mày gã ta. Kiếm thanh huyên. Sau đó, kiếm thanh huyên bắt đầu hấp thu những năng lượng kia của hư ảnh một cách điên cuồng. Diệp Huyên chậm rãi ngồi xuống, lúc này, hắn đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Chẳng mấy chốc, hư ảnh kia đã hoàn toàn biến mất. Nhưng không lâu sau đó, thiên tường lại từ từ mở ra. Thấy thiên tường mở ra, Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, ta mệt rồi. Hủy diệt hết đi. Lúc này, hắn thật sự không muốn đánh nhau nữa rồi. Đương nhiên chủ yếu là đánh không nổi nữa. Tình huống của hắn bây giờ giống như một người đàn ông liên tục ra 4-5 lần vậy. Mềm nhũn. Chỗ nào cũng mềm nhũn. Sau khi thiên tường mở ra, một cô gái mặc giáp băng chậm rãi bước ra. Cô gái này có vóc người cao gầy, trên người mặc một bộ áo giáp trong suốt long lanh, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, giáp băng sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Tóc của nàng ta cũng có màu của băng, vô cùng mượt mà. Diệp Huyên nằm dưới đất không nhúc nhích. Hắn đã cố gắng hết sức rồi. Chiêu kiếm đó thật sự đã hút hết tất cả sức lực của hắn, bây giờ sức để nhúc nhích một ngón tay mà hắn còn không có. Bàn quốc sư kia nhanh chóng đi tới bên cạnh Diệp Huyên, nàng ấy ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp công tử, nàng đi tới đây rồi. Nàng ấy không chọn chạy trốn, vì nàng ấy nhìn ra rồi. Mục tiêu của những người đến từ bên ngoài thiên tường này không phải toàn bộ tuyệt địa,
mà là cả vũ trụ. Trốn đi đâu được? Còn không bằng đi theo Diệp công tử, có lẽ còn có một cơ hội sống. Dù sao Diệp công tử này trông có vẻ là có người chống lưng. Diệp Huyên lựa chọn coi thường bàn quốc sư, bây giờ hắn không muốn cố gắng nữa. Lúc này, cô gái giáp băng kia đi tới trước mặt Diệp Huyên và bàn quốc sư, nàng ta nhìn xuống hai người, không nói một lời. Bàn quốc sư cũng nhìn cô gái giáp băng, không dám nói một lời. Thực lực không đủ thì phải nhát gan một chút. Cô gái giáp băng đột nhiên mở tay phải, một khắc sau, vô số năng lượng ở xung quanh tràn vào lòng bàn tay của nàng ta, sau đó, cô gái giáp băng cất lời, loài người. Giọng nói lạnh như băng, không có chút tình cảm. Đây là một sự khinh thường đến từ chủng tộc và chiều không gian khác nhau. Giống như loài người đang nhìn một con kiến bò dưới đất vậy. Diệp Huyên nhìn cô gái giáp băng, sau đó nói, nếu cô muốn thương lượng, ta có thể đại diện cho loài người thương lượng với cô. Còn nếu cô muốn đánh nhau, ta có thể giới thiệu cho cô một đối thủ, cô yên tâm, sẽ không đau đớn lắm đâu. Bàn quốc sư nhìn Diệp Huyên, thầm thấy ngạc nhiên. Diệp công tử này bình tĩnh thế. Người chống lưng cho hắn rất mạnh sao? Cô gái giáp băng lại hoàn toàn bỏ qua lời của Diệp Huyên, nàng ta đột nhiên đặt tay phải lên bả vai hắn, một khắc sau, nàng ta và Diệp Huyên đồng thời biến mất. Ở vị trí ban đầu, bàn quốc sư ngơ ngác. Một lát sau, nàng ấy đột nhiên đứng dậy, đi ra nhập thư viện quan huyên. Dứt lời, nàng ta xoay người dẫn cường giả bàn tộc rời đi. Khi Diệp Huyên tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trên một bệ đá, xung quanh bệ đá có rất nhiều hư ảnh vây quanh, không nhìn rõ được khuôn mặt của những hư ảnh này. Lúc này, bên cạnh có giọng nói vang lên. Diệp Huyên xoay người nhìn sang, người nói chuyện chính là cô gái giáp băng trước đó. Hắn hoàn toàn nghe không hiểu lời của cô gái giáp băng. Sau đó, hắn chợt cau mày. Vì hắn phát hiện, dường như mình bị cởi chuồng. Đợi đã. Những người này đang làm gì vậy? Diệp Huyên nhìn những hư ảnh xung quanh, những người này đang nghiên cứu hắn. Diệp Huyên hơi ngơ ngác. Cái quái gì vậy? Lúc này, cô gái giáp băng kia đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn Diệp Huyên, sau đó giơ tay phải lên, những hư ảnh xung quanh lập tức lặng lẽ lùi lại. Trong đại điện trống trải chỉ còn lại hai người. Cô gái giáp băng nhìn nơi nào đó của Diệp Huyên, người che làm gì? Diệp Huyên nhìn nàng ta, cô không hiểu cái gì là nam nữ khác biệt sao? Cô gái giáp băng nhìn Diệp Huyên, đó chỉ là một bộ phận sinh dục thôi, hiểu chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, nếu cô đã nói thế thì cô có thể cho ta xem thử không? Cô gái đột nhiên đè tay phải xuống. A! À. Diệp Huyên lập tức trợn tròn mắt, cả người như bị hàng nghìn cây kim đâm vào, không ngừng co giật, cảm giác này thật sự không thể nào miêu tả được. Một lúc sau, cô gái giáp băng thu tay phải lại. Diệp Huyên lập tức sụi lơ như bùn nát. Một lát sau, Diệp Huyên nhìn về phía cô gái, rung giọng nói, là cô nói chỉ là một bộ phận sinh dục thôi mà. Cô gái giáp băng bình tĩnh đáp, đúng thật chỉ là một bộ phận sinh dục, nhưng lời nói của ngươi chứa đựng sự sỉ nhục. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Cô nhìn ta là chuyện bình thường, còn ta nhìn cô lại chứa đựng sự sỉ nhục. Con mẹ nó. Cô gái giáp băng đột nhiên lấy kiếm thanh huyên của Diệp Huyên ra, sau đó hỏi, thần vật do sinh mệnh của nền văn minh cấp cao chế tạo sao lại nằm trong tay ngươi? Diệp Huyên nằm im không đáp. Cô gái giáp băng nhíu mày, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, hiểu chứ? Khóe miệng Diệp Huyên khẽ giật. Cô gái giáp băng lại nói, loài người, sở dĩ ngươi còn sống là vì ngươi có giá trị với chúng ta. Diệp Huyên nhìn nàng ta, giá trị gì? Cô gái giáp băng nhìn hắn, giá trị nghiên cứu. Diệp Huyên cạn lời. Cô gái lại nói, thanh kiếm này không nên tồn tại ở nền văn minh vũ trụ cấp thấp, nó xuất hiện ở nơi này vô cùng bất hợp lý. Mà ngươi có thể sử dụng nó, lại càng không hợp lý hơn. Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, vì sao ta có thể sử dụng nó lại không hợp lý? Cô gái giáp băng đáp, định luật thần chi. Sinh mệnh ở nền văn minh cấp thấp không thể sử dụng thần vật của nền văn minh cấp cao. Diệp Huyên thắc mắc, cô có thể sử dụng thanh kiếm này không? Cô gái lắc đầu, không thể.
Diệp Huyên nhìn nàng ta, nói thế có nghĩa cô cũng là sinh mệnh của nền văn minh cấp thấp. Cô gái giáp băng lại nâng tay phải lên, sau đó đè xuống. A, à, Diệp Huyên trợn tròn hai mắt, cơ thể không ngừng co giật. Một lúc sau, Diệp Huyên nói với giọng điệu yếu ớt, nói chuyện là được mà, sao lại muốn ra tay? Cô gái giáp băng nói, lời của ngươi mang tính sỉ nhục. Diệp Huyên. Cô gái giáp băng nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, sau đó nói, loài người, ngươi phải hợp tác với ta có thể cho ngươi một vài lợi ích trong khả năng cho phép. Diệp Huyên hỏi, lợi ích gì? Cô gái giáp băng ngẫm nghĩ, sau đó nói, không phải loài người các ngươi thích tiền à? Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bạc là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết không mang đi, cần làm gì? Cô gái giáp băng im lặng một lát rồi nói, vậy ngươi muốn cái gì? Diệp Huyên đáp, ta muốn biết văn hóa của các cô, học tập các cô. Cô gái lắc đầu, ngươi không thể học được. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Cô gái giáp băng nói, nếu nói theo cách của loài người các ngươi thì ngươi cảm thấy một con kiến có thể học tập nền văn minh của các ngươi không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, hành động này của cô rất không tôn trọng người khác. Cô gái giáp băng lắc đầu, ta không kỳ thị, cũng không có ác ý với ngươi, ta chỉ nói sự thật thôi, cũng như loài người các ngươi vậy, các ngươi sẽ tôn trọng lợn à? Sẽ tôn trọng nguyện vọng của những sinh mệnh có linh trí thấp kém hơn ngươi sao? Diệp Huyên im lặng. Hắn xem như hiểu được một chuyện. Người ta hoàn toàn không cư xử với hắn như sinh mệnh cùng đẳng cấp, đương nhiên đây là bình thường, cũng như hắn thật sự không thể tôn trọng được một con kiến. Dù rất tổn thương, nhưng lại là sự thật. Cô gái giáp băng lại nói, ngươi có thể không biết thanh kiếm này mang ý nghĩa gì, nó chứa đựng một nền văn minh cấp cao hơn. Việc này vô cùng quan trọng với nền văn minh thần chi chúng ta. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái giáp băng, nền văn minh cấp cao hơn. Cô gái giáp băng gật đầu, nền văn minh chia làm mấy loại, nền văn minh cấp thấp, nền văn minh cấp cao, văn minh thần chi chúng ta thuộc cấp cao, mà phía trên vẫn có nền văn minh cấp cao hơn. Nhưng chúng ta không biết về nó, cũng chưa từng phát hiện ra. Vì thế, phía trên nền văn minh cấp cao phân chia thế nào, chúng ta cũng không biết. Nói đến đây, nàng ta nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, sau đó nói, thanh kiếm này có thể do cường giả của nền văn minh trên cấp cao chế tạo ra. Cho nên thứ này vô cùng quan trọng với chúng ta. Diệp Huyên vẫn hơi khó hiểu, sao lại quan trọng? Cô gái băng giáp nhìn Diệp Huyên, theo định luật thần chi. Nền văn minh cấp cao không dung thứ nền văn minh cấp thấp, nói cách khác, nền văn minh cấp cao hơn nền văn minh thần chi cũng sẽ không dung thứ cho chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, cô cứ nhắc mãi đến định luật thần chi, rốt cuộc đây là gì? Cô gái giáp băng lắc đầu, ta không thể giải thích với ngươi. Diệp Huyên cạn lời. Cô gái lại nói, loài người, ngươi có thể phối hợp với ta không? Diệp Huyên đáp, ta không thể. Cô gái giáp băng cau mày. Diệp Huyên nói tiếp, các cô nhốt ta lại ở đây, còn muốn ta phối hợp, cô nương à, ta biết trong mắt cô, loài người chúng ta chỉ là những con kiến, nếu đã thế, thì cô cứ giết ta đi, ta không phản kháng đâu, thật đấy, nhưng ta cũng sẽ không đầu hàng. Giết ta đi, ta không sợ chết, tới đi. Cô gái im lặng một lát rồi nói, loài người, ngươi đừng có nói chuyện đụng chạm kiểu đó, ngươi nói lý chút đi. Diệp Huyên hoàn toàn không biết nói gì hơn. Mẹ kiếp! Cô chói ông đây lại tra tấn một lúc, còn muốn ta nói lý. Cái quỷ gì vậy? Cô gái giáp băng lại nói, loài người, ngươi có thể nói ra một vài yêu cầu hợp lý, chỉ cần không quá đáng quá, ta có thể đại diện nền văn minh thần chi hứa với ngươi. Ví dụ như ngươi có thể đề xuất tự do, ta có thể không chói ngươi nữa, nhưng ngươi không thể cử động. Hoặc là, nếu ngươi đói, ta có thể tìm cho ngươi chút thức ăn, những việc này, ta đều có thể làm được. Diệp Huyên nhìn cô gái giáp băng, tỏ vẻ cạn lời. Nghe xem. Đây thật sự là tiếng người à. Lúc này, tiểu tháp chợt lên tiếng, tiểu chủ, người có thể thuyết phục nàng. Diệp Huyên lắc đầu, hắn phát hiện hoàn toàn không thể thuyết phục. Vì đối phương không phải người. Không hành động theo lối tư duy của con người. Nếu đã không hành động theo lối tư duy của con người, thì hắn thuyết phục kiểu gì, vì hai bên nói một hồi, cách lý giải của cả hai đều khác nhau một trời một vực. Lúc này, cô gái giáp băng đột nhiên mở lòng bàn tay,
tiểu tháp rơi vào tay nàng ta, tiểu tháp vội nói, cô nương, cô xinh đẹp thật đấy. Cô gái gật đầu, xinh đẹp, có điều độ mặt dày của ngươi không có ý nghĩa với việc tu luyện cho lắm, nhưng, ngươi nói chuyện thành thật, tuy là vật của nền văn minh cấp thấp, nhưng cũng là một cái tháp tốt. Nghe vậy, Diệp Huyên sửng sốt. Con mẹ nó. Cô gái quan sát tiểu tháp một lúc, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, cả tháp và thanh kiếm đều rất tốt, ngươi có thể đưa cho ta không? Diệp Huyên nhìn nàng ta có thể nói không được chứ? Cô gái giáp băng đáp, được, nhưng ta không đảm bảo sẽ tôn trọng ý muốn của ngươi. Diệp Huyên hoàn toàn cạn lời rồi. Nhưng cô gái giáp băng kia cũng không lấy tiểu tháp và kiếm đi, mà trả lại cho Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn cô gái, không ngờ nàng ta lại tiến thẳng vào trong tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, cô gái giáp băng nhìn xung quanh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là khiếp sợ, cuối cùng là rung động, rồi đến khó tin. Một lúc lâu sau đó, cô gái cất lời, một ngày ở đây bằng 10 năm ở bên ngoài. Trình độ thần thông thế này, không biết là của sinh vật của nền văn minh nào làm ra. Nền văn minh thần chi rất mạnh, mạnh đến mức có thể tái tạo lại vũ trụ, nhưng thủ đoạn đảo lộn thời gian đến mức này, nền văn minh thần chi vẫn còn chưa làm được. Kiến thức liên quan đến thứ này thật sự quá nhiều. Ít nhất nền văn minh thần chi hiện tại hoàn toàn không thể nào làm được, chưa nói đến chuyện làm được đến mức độ này. Một ngày ở đây bằng 10 năm bên ngoài. Chỉ có thể miêu tả bằng nghịch thiên. Một lát sau, cô gái giáp băng rời khỏi tiểu tháp, nàng ta đi tới trước mặt Diệp Huyên, nhìn hắn, tiểu tháp và thanh kiếm kia là do ai làm ra? Diệp Huyên đáp, muội muội của ta. Cô gái giáp băng nhíu mày, không thể nào. Dựa theo định luật thần chi, ngươi không thể có muội muội mạnh như thế được. Diệp Huyên nhìn nàng ta không muốn nói chuyện với cô nữa. Cô gái giáp băng lại cau mày, ngươi nên cãi lại ta, sau đó dẫn chứng thuyết phục ta, để ta tin tưởng muội muội ngươi là sinh mệnh của nền văn minh cấp cao. Diệp Huyên đáp, ta không cãi lại cô, vì chúng ta không có tiếng nói chung. Cô gái giáp băng im lặng một lát rồi nói, cố tình gây sự. Diệp Huyên. Cô gái không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Diệp Huyên cảm nhận bản thân, xung quanh người hắn bị một lực lượng thần bí giữ lại, hoàn toàn không thể động đậy. Lực lượng này thật sự quá mạnh mẽ. Diệp Huyên cau mày, hắn điều động kiếm ý nhân gian trong cơ thể, nhưng vẫn vô dụng. Lúc này, lực lượng thần bí trên người hắn chợt biến mất. Diệp Huyên sửng sốt. Cô gái giáp băng đi tới, ta quyết định thả tự do cho ngươi. Diệp Huyên thắc mắc, tại sao? Cô gái giáp băng đáp, chúng ta vừa thương lượng, ta nói với bọn họ sau lưng ngươi có khả năng có sinh mệnh của nền văn minh cấp cao, đại khái thì nền văn minh thần chi chúng ta không thể thắng được sinh mệnh này. Vì thế, ta đề nghị không giết ngươi, giữ lại quan sát. Diệp Huyên cạn lời. Mấy người này đúng là thẳng thắn. Cô gái giáp băng nói, ngươi có thể trở về. Vì lòng kính trọng muội muội của ngươi, chúng ta có thể nể mặt nàng, tạm thời không hủy diệt vũ trụ kia của ngươi. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời thôi, một khi để chúng ta phát hiện muội muội ngươi cũng không phải sinh mệnh của nền văn minh cấp cao, chúng ta vẫn sẽ tiêu diệt vũ trụ của các ngươi. Chẳng những thế, đến lúc đó còn sẽ giết ngươi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, có phải ta nên cảm ơn các cô không? Cô gái băng giáp đáp, không cần cảm ơn. Diệp Huyên. Cô gái lại nói, loài ngươi, ngươi tự do rồi. Diệp Huyên đứng dậy. Sau khi mặc quần áo xong, hắn nhìn về phía cô gái giáp băng, ta có thể tìm hiểu nền văn minh của các cô không? Cô gái đang muốn từ chối thì Diệp Huyên lại nói, để đền đáp, sau này ta có thể giới thiệu muội muội ta với cô. Cô gái giáp băng gật đầu, vậy chúng ta giao hẹn rồi đấy. Diệp Huyên gật đầu, giao hẹn rồi. Sau đó, cô gái giáp băng dẫn Diệp Huyên rời khỏi đại điện. Sau khi rời khỏi, Diệp Huyên phát hiện bọn họ đang ở trong một tinh không rộng lớn, ở nơi này có những đại điện cao lớn lấp lánh ánh sáng sừng sững trong tinh không, những đại điện thấp nhất cũng cao tận mấy trăm nghìn trượng. Trong tinh không, thỉnh thoảng có tia sáng trắng lướt qua với tốc độ rất nhanh. Cô gái giáp băng ở bên cạnh hỏi Diệp Huyên, người muốn tìm hiểu cái gì? Diệp Huyên đáp, võ đạo. Cô gái giáp băng lắc đầu, võ đạo là khái niệm của vũ trụ các ngươi, ở chỗ chúng ta là văn minh. Cấp bậc của võ đạo rất thấp,
chúng ta nên theo đuổi ý nghĩa sinh mệnh, ý nghĩa vũ trụ. Cấp bậc rất thấp. Diệp Huyên không thể phản bác. Cô gái lại nói, có phải ngươi muốn biết chúng ta tu luyện thế nào không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Cô gái giáp băng giải thích, chúng ta là minh tưởng, sau đó tu luyện tinh không chi lực. Diệp Huyên nhíu mày, minh tưởng, tinh không chi lực. Cô gái giáp băng gật đầu, nàng ta ngồi xếp bằng xuống, hai tay đặt trên đùi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc, vô số tinh quang thần bí ở xung quanh kéo về phía vô gái. Sau khi tiến vào trong cơ thể, vô số quả cầu năng lượng màu đen nhạt lại tỏa ra từ trong người nàng ta. Diệp Huyên hơi tò mò, những năng lượng màu đen này là... Cô gái giáp băng chậm rãi mở mắt, sau đó nói, đây là năng lượng rác rưởi. Cô gái gật đầu, đúng thế, sau khi chúng ta hấp thu năng lượng tinh không, cơ thể sẽ thanh lọc một lần, lọc đi những vật chất có hại ẩn chứa trong năng lượng tinh không, chỉ hấp thu phần tinh hoa của nó. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, năng lượng tinh không cũng có vật chất có hại à? Cô gái giáp băng gật đầu. Không chỉ có năng lượng tinh không, mà rất nhiều linh khí ít nhiều gì đều sẽ chứa đựng vật chất có hại. Thời gian lâu dần, những vật chất có hại này cũng sẽ tạo thành tổn thương hoặc nhiều hoặc ít với cơ thể. Vì vậy, chúng ta cần thanh lọc một lần. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cơ thể thanh lọc. Cô gái gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên chần chừ một lát rồi hỏi, vậy phải hấp thu tinh không chi lực bằng cách nào, sau đó thanh lọc ra sao? Cô gái giáp băng đáp, có cách luyện thể. Cũng chính là tâm pháp thần chi, tâm pháp này chia làm 9 tầng, cấp càng cao sẽ hấp thụ càng nhanh, cuối cùng thực lực cũng sẽ càng mạnh. Diệp Huyên nhìn cô gái, sau đó hỏi, ta có thể tu luyện không? Cô gái giáp băng im lặng một lát rồi đáp, chắc là không thể. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Cô gái giải thích, vì các ngươi vẫn chưa thoát khỏi những ràng buộc của bản thân, cho nên, ngươi vẫn chưa thể tu luyện tâm pháp của chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, phải làm sao mới có thể thoát khỏi những ràng buộc của bản thân. Cô gái đáp, rất đơn giản, nhảy vào hồ tịnh thủy, thanh lọc thân thể, để thần phách, cơ thể và ý chí của ngươi hoàn toàn dung hợp với nhau, tu luyện ra thân thể hoàn toàn mới, cũng chính là tịnh thể theo cách nói của chúng ta. Sau khi đạt đến tịnh thể mới có thể tu luyện tâm pháp của nền văn minh thần chi. Diệp Huyên chợt cười nói, cô nương, ta vẫn chưa biết tên cô đâu. Xưng hô thế nào đây? Cô gái im lặng một lúc mới giới thiệu, nếu phiên dịch thành chữ viết của các ngươi, có lẽ tên của ta là Chiêm Đài Linh Nhi. Phiên dịch. Diệp Huyên nhìn cô gái giáp băng, chẳng trách rất nhiều lúc người phụ nữ này dùng từ khá kỳ lạ, thì ra đối phương vẫn luôn phiên dịch những lời bản thân nói. Cũng bình thường, hai người vốn thuộc hai nền văn minh khác nhau mà. Chiêm Đài Linh Nhi nói, có phải ngươi muốn đi đến Hồ Tịnh Thủy không? Diệp Huyên gật đầu, ta có thể đi chưa? Chiêm Đài Linh Nhi đáp, được, nhưng trong nền văn minh của loài người các ngươi chú trọng nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng. Ta dẫn ngươi đi thanh lọc cơ thể có thể xem là ơn tình lớn, nếu đã thế, ngươi định đền ơn ta thế nào? Diệp Huyên cạn lời. Chiêm Đài Linh Nhi lại nói, hoặc là chúng ta có thể thẳng thắn hơn, trao đổi với nhau luôn. Không cần giả tạo quá. Diệp Huyên nhìn Chiêm Đài Linh Nhi. Thế thì thẳng thắn một chút, cô nói thẳng với ta đi, cô muốn gì? Chiêm Đài Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, ta muốn tiến vào trong tiểu tháp của ngươi tu luyện một khoảng thời gian. Diệp Huyên sửng sốt. Chiêm Đài Linh Nhi hỏi, được chứ? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, vì sao cô không đòi tiểu tháp luôn? Chiêm Đài Linh Nhi lắc đầu, nếu là thần vật bình thường, có lẽ ta đã lấy. Nhưng thứ này đã vượt khỏi phạm vi của nền văn minh thần chi chúng ta không thể lấy, nếu ta lấy, chắc chắn sẽ dẫn đến họa lớn. Diệp Huyên im lặng, người phụ nữ này đúng là rất minh mẫn. Chiêm Đài Linh Nhi hỏi lại, ngươi thấy sao? Diệp Huyên cười đáp, được. Chiêm Đài Linh Nhi bèn nói, vậy ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi thanh lọc cơ thể. Dứt lời, nàng ta xoay người đi về phía xa. Diệp Huyên vội vàng đi theo. Chẳng mấy chốc, Chiêm Đài Linh Nhi đã dẫn Diệp Huyên đi tới một đỉnh núi, trên đỉnh núi này có một hồ nước lớn, nước ao trong veo. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, người nhảy vào là sẽ có thể thanh lọc cơ thể, sau khi thanh lọc sẽ có thể tu luyện tâm pháp của nền văn minh thần chi chúng ta. Diệp Huyên hỏi, thật không? Chiêm Đài Linh Nhi khẳng định,
ta không cần lừa ngươi. Diệp Huyên thắc mắc, tại sao? Chiêm Đài Linh Nhi giải thích, nếu ngươi muốn giết một con lợn, ngươi sẽ đi lừa nó à? Ngươi! Dừng lại! Diệp Huyên chợt ngắt lời Chiêm Đài Linh Nhi, sau này nếu cô không biết cách ví dụ thì đừng dùng cách nói này nữa. Không thể không nói, hắn thật sự thấy hơi sợ người phụ nữ này. Ví dụ thế này còn khó đỡ hơn cả Tiểu Tháp. Diệp Huyên không nói nhảm nữa, hắn thẳng thừng cởi sạch đồ, sau đó đi xuống dưới. Hắn cũng không sợ bị cô gái giáp băng này nhìn, dù sao trong mắt người ta, đó cũng chỉ là một bộ phận sinh dục thôi. Nếu hắn che giấu còn có vẻ tư tưởng của hắn không trong sáng hơn. Chiêm Đài Linh Nhi cũng không nhiều lời, nàng ta nhìn thoáng qua chỗ nào đó của Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ tò mò, nhưng ngoài ra thì không còn ý gì khác cả. Sau khi tiến vào hồ tĩnh thủy, Diệp Huyên lập tức cảm thấy lạnh thấu xương, nhưng sau đó, hắn phát hiện, linh hồn của hắn đang chậm rãi rời khỏi cơ thể. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, Chiêm Đài Linh Nhi lên tiếng, không cần căng thẳng, đây là vì thân thể của ngươi có quá nhiều tạp chất, nên cần tách ra để thanh lọc. Diệp Huyên gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, sau đó hỏi, ta cần làm gì? Chiêm Đài Linh Nhi đáp, không cần làm gì cả. Ngươi chỉ cần nằm, hồ tĩnh thủy này sẽ tự động thanh lọc linh hồn và cơ thể của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, không nói gì nữa mà nằm im trong hồ nước, mặc cho hồ tĩnh thủy thanh lọc linh hồn và cơ thể của hắn. Không thể không nói, cảm giác này thật sự rất thoải mái. Đặc biệt là cảm giác của linh hồn, giống như đang được xoa bóp vậy, đã chết đi được. Chiêm Đài Linh Nhi ở một bên quan sát Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta hỏi, thoải mái không? Diệp Huyên vội gật đầu, rất thoải mái. Chiêm Đài Linh Nhi mỉm cười, vậy ngươi có thể giúp ta thoải mái luôn không? Nghe vậy, nơi nào đó của Diệp Huyên lập tức ngẩng cao đầu. Cái này, lời nói này của Chiêm Đài Linh Nhi thật sự nghe rất có nghĩa khác. Cô cũng thoải mái là sao chứ? Nói cái gì vậy? Thấy nơi nào đó của Diệp Huyên chợt ngẩng cao đầu, Chiêm Đài Linh Nhi nhíu mày, ngươi có phản ứng sinh lý à? Diệp Huyên nghiêm túc nói, đây là phản ứng theo bản năng, không liên quan đến suy nghĩ cá nhân ta. Vội vàng biện minh. Háo sắc là vấn đề của nửa thân dưới, có liên quan gì với Diệp Huyên ta chứ? Chiêm Đài Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, người muốn vểnh lên mãi như thế à? Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, chúng ta có thể đổi chủ đề không? Đề tài này nguy hiểm quá. Chiêm Đài Linh Nhi nói, được. Ta muốn vào tiểu tháp của ngươi tu luyện một khoảng thời gian. Diệp Huyên gật đầu, sau đó động tâm niệm, tiểu tháp bay đến trước mặt Chiêm Đài Linh Nhi, cô dùng đi. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, sau đó tiến vào trong tiểu tháp. Sau khi tiến vào tiểu tháp, Chiêm Đài Linh Nhi nhìn xung quanh, nói với vẻ tán thưởng, trình độ nghịch thiên. Sau đó, nàng ta giơ ngón tay cái, lợi hại. Tiểu tháp. Diệp Huyên nằm im trong hồ tĩnh thủy, lúc này, cả người hắn rất ấm áp, vô cùng thoải mái. Cứ thế nửa tháng trôi qua, Diệp Huyên nằm trong hồ tĩnh thủy chậm rãi mở mắt, lúc này, linh hồn và thân thể của hắn đã dung hợp trở lại. Diệp Huyên chậm rãi rời khỏi hồ, hắn duỗi người, hơi nhếch môi. Hắn phát hiện, thân thể, linh hồn và ý chí của hắn đã xảy ra thay đổi hoàn toàn. Cụ thể thay đổi cái gì, hắn cũng không nói ra được. Cảm giác như là cả cơ thể của hắn vừa sống lại vậy. Diệp Huyên trở lại tiểu tháp, lúc này, Chiêm Đài Linh Nhi kia vẫn còn đang tu luyện. Sau khi mặc quần áo, Diệp Huyên đi tới trước mặt Chiêm Đài Linh Nhi, thân thể của nàng ta đang thanh lọc một ít năng lượng tinh thuần. Diệp Huyên đợi một lát, Chiêm Đài Linh Nhi chậm rãi mở mắt, nàng ta nhìn hắn, xong rồi à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Chiêm Đài Linh Nhi quan sát cơ thể Diệp Huyên. Một lát sau, nàng ta khẽ mỉm cười, tốt lắm. Bây giờ ngươi có thể tu luyện tâm pháp thần chi rồi. Diệp Huyên nhìn Chiêm Đài Linh Nhi, điều kiện là gì? Chiêm Đài Linh Nhi cười đáp, loài người, ngươi thẳng thắn thế, ta thích. Diệp Huyên cạn lời. Nói chuyện với cô, ta có thể không thẳng thắn sao? Chiêm Đài Linh Nhi nói, thật ra yêu cầu của ta cũng không khó, ta chỉ muốn gặp muội muội kia của ngươi một lần mà thôi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp được, nhưng bây giờ thì không thể, có điều ta có thể đảm bảo với cô, đến lúc thời cơ thích hợp, ta sẽ cho cô gặp.
Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, được. Dứt lời, nàng ta mở lòng bàn tay, một quyển cổ tịch thật dày bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên vội mở ra xem, nhưng hắn lại bối rối. Không hiểu. Diệp Huyên nhìn về phía Chiêm Đài Linh Nhi, nàng ta cười nói, quên mất. Ta phải phiên dịch cho ngươi trước. Diệp Huyên hỏi, ta có thể học ngôn ngữ của các cô không? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, có thể. Nói xong, nàng ta đi tới trước mặt Diệp Huyên, chỉ vào giữa chân mày Diệp Huyên, sau đó, vô số năng lượng thần bí xung quanh nhanh chóng kéo về phía Diệp Huyên. Một lát sau, trong đầu Diệp Huyên xuất hiện vô số tin tức. Tất cả chữ viết của nền văn minh thần chi. Chiêm Đài Linh Nhi thu hồi tay phải, sau đó cười nói, được rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Chiêm Đài cô nương, ta có vài điểm tò mò, cô có thể giải đáp giúp ta không? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, ngươi hỏi đi. Diệp Huyên nói, vì sao các cô phải đi tái tạo vũ trụ? Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, rất đơn giản, vũ trụ tái tạo, cúng tế vô số sinh linh không thuộc về nền văn minh thần chi, như vậy mảnh vũ trụ đó được xem như có lại cuộc đời mới. Vũ trụ hoàn toàn mới có tác dụng rất lớn với chúng ta. Diệp Huyên nghiêm túc nói, hủy diệt vũ trụ có nền văn minh cấp thấp để cường hóa bản thân. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, trong nền văn minh của loài người các ngươi, hành động này có phải rất tàn nhẫn không? Diệp Huyên gật đầu. Nhưng Chiêm Đài Linh Nhi lại lắc đầu, lối tư duy của ngươi vẫn chưa vượt khỏi cấp bậc vũ trụ, thế là không tốt. Trong vũ trụ rộng lớn này có một quy luật sinh tồn, đó là cá lớn nuốt cá bé, cũng có nghĩa là nền văn minh cấp cao tôn tính nền văn minh cấp thấp, đây là một chuyện vô cùng bình thường. Giống như ở thế giới loài người các ngươi. Không phải các ngươi cũng nô dịch súc vật, ăn súc vật ư? Lúc các ngươi ăn những súc vật kia có cảm thấy hành động của bản thân tàn nhẫn không? Diệp Huyên im lặng. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói tiếp, nếu có một ngày nền văn minh thần chi chúng ta gặp phải nền văn minh cao cấp hơn, chúng ta cũng có thể sẽ bị tiêu diệt. Vì thế, trước lúc đó, chúng ta phải dốc hết khả năng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, đột phá giới hạn của bản thân. Diệp Huyên thầm thở dài. Người mạnh là vua. Ở vũ trụ có nền văn minh cao cấp hơn này, đạo lý đó càng rõ ràng hơn. Sự tốt bụng và hiền hòa của mọi người chắc chắn đều chỉ xuất hiện với người của mình. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía thiên tường, trong lúc vô ý, hắn lại cứu vớt cả một vũ trụ loài người rồi. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, sau đó lại nói, ta nghe người ta nói, thiên tường đó là do chủ nhân Bút Đại Đạo xây dựng, các cô có biết chủ nhân Bút Đại Đạo không? Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, biết, y là người đứng đầu vũ trụ được công nhận hiện tại, vũ trụ ở đây là toàn bộ vũ trụ, chứ không phải vũ trụ của một nơi nào đó. Toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, lợi hại thế sao? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, rất lợi hại, định luật vũ trụ là do y lập ra, tất cả mọi người đều phải tuân theo định luật vũ trụ. Diệp Huyên tỏ vẻ khó hiểu, định luật vũ trụ là thế nào? Chiêm Đài Linh Nhi giải thích, định luật vũ trụ chia thành ba định luật lớn, một là, người mạnh là vua. Vũ trụ rộng lớn, người mạnh là vua, đây là định luật lớn nhất của định luật vũ trụ. Người mạnh là vua. Diệp Huyên trầm giọng nói, định luật thứ hai thì sao? Chiêm Đài Linh Nhi nói, định luật luân hồi, bất cứ sinh linh của nền văn minh vũ trụ nào cũng không được bất tử, tuổi thọ sẽ có hạn, đạt đến giới hạn này phải tiến vào luân hồi. Không chỉ có thân thể sinh linh mà rất nhiều nền văn minh cũng phải luân hồi, một khi đạt đến trình độ nhất định, luân hồi này sẽ hủy diệt nền văn minh đó, xuất hiện một nền văn minh lớn mạnh hoàn toàn mới. Diệp Huyên thắc mắc, không có nền văn minh nào phản kháng ư? Chiêm Đài Linh Nhi lắc đầu, đương nhiên là có, nhưng đều không thắng được y. Nói xong, nàng ta lặng lẽ liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, ta nghe nói. Nếu muốn đánh bại chủ nhân Bút Đại Đạo cũng chỉ có một cách, đó là tiến vào thế giới hư chân. Thế giới hư chân. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc trước khi cha đến tìm hắn, cha đã nói muốn đến một nơi, đó chính là thế giới hư chân. Chẳng lẽ cha đi xử lý chủ nhân Bút Đại Đạo rồi? Không biết cha có bị đánh chết không, nếu cha chết, hắn sẽ thừa kế được rất nhiều bảo bối. Nghĩ đến đây. Diệp Huyên không nhịn được khẽ run rẩy. Không thể nghĩ như thế được. Hắn là con trai hiếu thảo mà. Đó là cha ruột, cha ruột.
Lúc này, Chiêm Đài Linh Nhi ở bên cạnh lại nói, kiếm và tiểu tháp kia của ngươi là do chủ nhân Bút Đại Đạo làm ra sao? Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, được rồi. Vậy ta sẽ nói với ngươi về định luật thứ ba. Định luật thứ ba chính là định luật vận mệnh, đây là định luật thần bí khó đoán nhất trong ba định luật. Diệp Huyên hỏi, có thể giải thích kỹ hơn không? Chiêm Đài Linh Nhi giải thích, định luật vận mệnh, sinh linh của vũ trụ từ khi sinh ra đều đã có vận mệnh của riêng mình, mà mệnh là không thể thay đổi. Ví dụ, bất cứ một sinh linh nào đều có ngày chết, đây là số cố định, mà trong mắt người tu luyện, đây cũng chính là số kiếp. Mà vận thì lại có thể thay đổi, cơ duyên và vận may mà con người lấy được trong lúc tu luyện đều là vận, mà tất cả những thứ này đều là biến số, ảnh hưởng đến vận mệnh của bản thân. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát, sau đó tiếp tục, vận mệnh là định luật phức tạp và thần bí nhất trong vũ trụ, đến tận bây giờ vẫn không có bất cứ một nền văn minh nào có thể thật sự nắm giữ vận mệnh của riêng mình. Trong vũ trụ lưu truyền một câu nói thế này, nền văn minh và sinh linh mạnh cho rằng bản thân nắm giữ vận mệnh đều là thứ rốt nát, không khác gì ếch ngồi đáy giếng. Diệp Huyên im lặng. Hắn cảm thấy khá rung động, đương nhiên nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu câu sau này sẽ biết. Mà Thanh Nhi hay nói rồi. Thanh Nhi hiểu biết rất rộng, nàng ấy biết bây giờ hắn thuộc trình độ nào. Nói nhiều, hắn nghe có hiểu không? Chắc chắn là không. Hay. Diệp Huyên thầm thở dài. Chiêm Đài Linh Nhi lại nói, đây là ba định luật vũ trụ đã biết trước mặt, sinh tồn trong vũ trụ ở đây gần như đều phải tuân theo ba định luật này, không muốn tuân theo cũng phải tuân theo. Vì đây chính là quy luật sinh tồn của vũ trụ hiện tại. Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, theo ta được biết, thiên tường này là do chủ nhân của Bút Đại Đạo dựng lên, mục đích ông ta xây dựng bức tường này là vì bảo vệ vũ trụ bên kia, đúng không? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên thấy khó hiểu, vậy vì sao các cô dám đi qua tái tạo vũ trụ? Chiêm Đài Linh Nhi cười đáp, vì lực lượng pháp tắc trên tường biến mất rồi. Diệp Huyên nhíu mày, biến mất. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, đúng thế. Lực lượng pháp tắc trên đó đã biến mất, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có thể đi đến đó. Diệp Huyên im lặng. Đây là chủ nhân Bút Đại Đạo dở trò. Chiêm Đài Linh Nhi cười nói, ngươi yên tâm, trước khi chưa chắc muội muội của ngươi có đến từ nền văn minh cấp cao hay không, chúng ta sẽ không hủy diệt vũ trụ của ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Chiêm Đài Linh Nhi, ta phải cảm ơn các ngươi nhỉ. Chiêm Đài Linh Nhi cười đáp, đừng khách sáo. Diệp Huyên. Chiêm Đài Linh Nhi lại nói, nhưng ở trong tộc ta cũng có người không thích ngươi. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Chiêm Đài Linh Nhi đáp, vì ta ra sức bảo vệ ngươi, điều này khiến rất nhiều người thấy khó chịu, bọn họ cho rằng ngươi là sinh mệnh của nền văn minh cấp thấp, không xứng có được đãi ngộ tốt như thế. Nói xong, nàng ta khẽ thở dài, bất cứ một nền văn minh nào cũng đều có sinh linh ngu ngốc, nền văn minh thần chi chúng ta cũng thế. Ngươi nghĩ xem, nếu muội muội ngươi thật sự là sinh mệnh của nền văn minh cấp cao, chúng ta giết ngươi chẳng phải là gây ra họa lớn sao? Diệp Huyên đáp, cô hiểu như thế là đúng. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, đúng vậy, ta cảm thấy có lẽ phải thế này, đối mặt với sinh mệnh của nền văn minh cấp thấp, có thể không cần nói phải trái, thẳng tay giết chết. Nhưng nếu đối phương có khả năng là sinh mệnh cấp cao, thì chúng ta nên nói lý. Diệp Huyên đáp, nếu đánh thắng thì đánh, không đánh thắng thì thương lượng, đúng không? Chiêm Đài Linh Nhi vội gật đầu, đúng đúng. Chính là ý này, ấy, ngươi cũng nghĩ thế à? Vậy chúng ta đúng thật là cá mè một lứa rồi. Diệp Huyên. Cá mè một lứa. Diệp Huyên cạn lời, từ ngữ mà cô nàng này dùng thật khó diễn tả. Chiêm Đài Linh Nhi cười bảo, lại đây. Ta dạy ngươi tu hành tâm pháp thần chi. Nói xong, nàng ta điểm ngón tay, một chùm ánh sáng trắng đột nhiên chui vào giữa hai hàng chân mày của Diệp Huyên. Cơ thể Diệp Huyên run rẩy kịch liệt, trong đầu lập tức xuất hiện vô số thông tin. Một lát sau, Diệp Huyên chậm rãi mở mắt ra rồi khoanh chân ngồi xuống, đặt hai tay lên đầu gối. Minh tưởng. Không lâu sau, vô số ngôi sao lấp lánh tập trung về phía hắn. Vũ trụ tinh không chi lực. Vũ trụ tinh không chi lực nhập vào trong cơ thể Diệp Huyên, một lát sau có những điểm sáng màu đen từ từ tràn ra khỏi cơ thể hắn. Thanh lọc.
Ở bên cạnh, Chiêm Đài Linh Nhi nhìn Diệp Huyên không nói lời nào. Hồi lâu sau, Diệp Huyên từ từ mở mắt ra, hắn phát hiện một lực lượng hoàn toàn mới trong cơ thể mình. Chiêm Đài Linh Nhi cười, đây là thần lực tinh không, nếu kết hợp nó với thần thông kỹ sẽ càng đáng sợ hơn. Diệp Huyên nhìn Chiêm Đài Linh Nhi, thần thông kỹ. Nàng ta gật đầu, đúng vậy. Hắn suy nghĩ rồi hỏi, ở nền văn minh thần chi các cô có phân chia cảnh giới không? Chiêm Đài Linh Nhi trả lời, có. Hắn hỏi tiếp, cô có thể giới thiệu sơ qua không? Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, nền văn minh thần chi chúng ta có 5 cảnh giới, bao gồm tinh huyền, chi huyền, thần huyền, mệnh huyền, trụ huyền. Diệp Huyên cau mày, chỉ có 5 cảnh giới này thôi à? Nàng ta gật đầu, đúng vậy. Năm cảnh giới này được phân biệt theo màu sắc của thần lực tinh không, ví dụ cảnh giới tinh huyền là màu trắng, chi huyền là màu vàng, thần huyền là màu đen, mệnh huyền là màu đỏ, trụ huyền là nhiều màu. Nói xong, nàng ta xòe tay ra, một tia sáng đen xuất hiện trên lòng bàn tay nàng. Thần huyền. Diệp Huyên xòe tay phải ra, lòng bàn tay phải đột nhiên hiện lên một tia sáng trắng nhưng rất mờ. Chiêm Đài Linh Nhi cười bảo, người chỉ mới học mà. Diệp Huyên im lặng. Đương nhiên hắn sẽ không theo cảnh giới của nền văn minh thần chi, nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy hơi áp lực, bởi vì nền văn minh võ đạo của hắn hiện giờ lạc hậu hơn nền văn minh thần chi rất nhiều. Chiêm Đài Linh Nhi nói, tu luyện trong tiểu tháp này tốt thật, đáng tiếc chỗ ngươi không có thần chi tinh, nếu không sẽ có thể tu luyện nhanh hơn nữa. Diệp Huyên thắc mắc nhìn Chiêm Đài Linh Nhi, thần chi tinh. Nàng ta gật đầu, đó là một loại tinh thạch chứa thần lực tinh không rất quý giá. Diệp Huyên chớp mắt, cô có thể cho ta mượn không? Chiêm Đài Linh Nhi lắc đầu, không không, ta không cho đâu. Diệp Huyên khó hiểu, tại sao? Sau một lát suy nghĩ, nàng ta đáp, theo cách nói của các ngươi là, lúc vay tiền ta là chủ nợ, lúc đòi tiền ta là cháu ngươi. Diệp Huyên đơ mặt. Chiêm Đài Linh Nhi nói tiếp. Theo thông tin ta tìm hiểu, nhân loại các ngươi đều không giữ chữ tín, đặc biệt rất thích vay tiền không trả. Diệp Huyên cạn lời. Hắn không thể phản bác. Chiêm Đài Linh Nhi lại nói, ngươi tu luyện trước đi, ta phải đi họp, khi nào họp xong ta sẽ đến tìm ngươi. Dứt lời, nàng ta rời khỏi tiểu tháp. Diệp Huyên nhìn lướt qua xung quanh rồi xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó hắn rót thần lực tinh không vào kiếm Thanh Huyên. Keng. Kiếm Thanh Huyên đột nhiên rung dữ dội, phát ra tiếng ngân chói tai. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên khẽ nhếch môi, quả nhiên thần lực tinh không có thể dung hợp với kiếm Thanh Huyên. Trong những ngày tiếp theo, ngày nào Diệp Huyên cũng minh tưởng tu luyện để hấp thu thần lực tinh không, sau đó dung hợp thần lực tinh không với kiếm Thanh Huyên. Đến lúc này, Thanh Huyên nhất kiếm của hắn lại có thêm một loại lực lượng mạnh. Hắn không theo đuổi thần lực tinh không. Hắn đang nghiên cứu về kiếm ý nhân gian. Kiếm đạo mới là cốt lõi của hắn. Mặc dù Chiêm Đài Linh Nhi nói võ đạo đã lạc hậu hơn nền văn minh thần chi, nhưng hắn không cho là vậy. Dù sao Thanh Nhi, phụ thân và đại ca đều là kiếm tu, hắn tin rằng tuy nền văn minh thần chi mạnh nhưng chắc chắn sẽ không đánh lại ba người họ. Một nhát kiếm của Thanh Nhi đã có thể nói lên tất cả. Trong tiểu tháp chớp mắt đã qua 100 năm. Lúc này Diệp Huyên đã tu luyện thần lực tinh không đến màu vàng. Theo cảnh giới ở nền văn minh thần chi thì tương đương với chi huyền. Nhưng trọng tâm của hắn vẫn nằm ở kiếm đạo. Lần trước khi giết vị cao thủ thần chi cảnh kia, hắn đã sử dụng tín ngưỡng chi lực. Lần đó hắn đã triệu hồi tín ngưỡng chi lực trên toàn vũ trụ. Và cũng vào lần đó, tín ngưỡng chi lực của hắn đã lột xác. Càng thêm thuần túy. Trong 100 năm qua, Diệp Huyên chuyên tâm tu luyện Thanh Huyên nhất kiếm mỗi ngày. Hắn muốn tu luyện chiêu kiếm này đến mức cao nhất, và dưới sự tu luyện khổ cực của hắn, tốc độ của Thanh Huyên nhất kiếm lại đột phá về chất. Ngoài ra, hắn còn một đột phá nữa, đó là Đại Đạo Thần Kinh tầng 3. Hắn đã tu luyện Đại Đạo Thần Kinh bằng thần lực tinh không, hắn cũng không ngờ điều này lại có thể. Vậy nên Đại Đạo Thần Kinh của hắn đã đạt tới tầng 3, thần lực Đại Đạo cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Có thể nói trong 100 năm này, thực lực cá nhân của hắn đã mạnh hơn 100 năm trước rất nhiều. Bây giờ hắn rất tự tin rằng mình có thể đánh một trận với Chiêm Đài Linh Nhi. Nhưng có thắng được hay không thì khó nói.
Hôm nay, Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trong tiểu tháp. Diệp Huyên cất kiếm Thanh Huyên rồi nhìn Chiêm Đài Linh Nhi, nàng ta cười hỏi, tu luyện sao rồi? Hắn nhìn Chiêm Đài Linh Nhi, cười đáp, tạm được. Nàng ta tiếp tục hỏi, ta sẽ nói với ngươi một tin xấu và một tin tốt, ngươi muốn nghe cái nào? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó trả lời, tin xấu trước đi. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, trong tộc tổ chức một cuộc họp để bàn xem có nên giết ngươi hay không, kết quả cuối cùng là lựa chọn giết ngươi. Diệp Huyên im lặng, trông rất bình tĩnh. Chiêm Đài Linh Nhi nháy mắt, ngươi có vẻ không lo lắng lắm. Hắn cười, các cô không sợ muội muội của ta sao? Chiêm Đài Linh Nhi khẽ thở dài, một số đại năng trong tộc nói rằng theo định luật thần chi, loài người như ngươi không thể có muội muội xuất thân từ nền văn minh cấp cao, bởi vì điều này không phù hợp với định luật thần chi, vậy nên họ cho rằng ngươi đang nói dối chúng ta. Diệp Huyên im lặng. Nàng ta nói tiếp, giờ đến lượt tin tốt. Tin tốt là ta đã cầu xin giúp ngươi thay đổi từ tử hình thành tử hoãn, có nghĩa là tạm hoãn tử hình. Tạm hoãn tử hình. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cười bảo, cảm ơn cô. Chiêm Đài Linh Nhi lắc đầu, không cần cảm ơn ta, ngươi phải chứng minh với chúng ta rằng muội muội ngươi là sinh mệnh của nền văn minh cấp cao, nếu không họ vẫn sẽ giết ngươi. Diệp Huyên cười, theo định luật thần chi. Nền văn minh cấp cao gặp nền văn minh cấp thấp chắc chắn sẽ chiếm đoạt nền văn minh cấp thấp, các cô muốn gặp muội muội ta bằng được à? Sau một lúc im lặng, Chiêm Đài Linh Nhi đáp, chúng ta đều hiểu đạo lý này nhưng lại không quan tâm, vì sao? Hai, bởi vì ngươi quá yếu, ngươi làm cho chúng ta cảm thấy muội muội ngươi cũng là một kẻ đầu đường xó chợ. Ặc, ta dùng từ này có đúng không? Diệp Huyên đáp, được rồi, tất cả đều là lỗi của ta. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi có thể dẫn ta đi gặp muội muội ngươi không? Ngươi yên tâm, chúng ta rất thức thời, nếu muội muội ngươi mạnh thì chúng ta cũng có thể đầu hàng. Diệp Huyên bật cười, được. Nàng ta gật đầu, đi thôi. Diệp Huyên đưa Chiêm Đài Linh Nhi rời khỏi tiểu tháp, sau đó đi đến thư viện Quan Huyên. Tất nhiên hắn không dám đưa Chiêm Đài Linh Nhi đi gặp Thanh Nhi, nàng ấy không dễ nói chuyện, bất cần một chút là nền văn minh thần chi sẽ được luân hồi sớm ngay. Sau khi trở về thư viện, Diệp Huyên lại bó tay. Bởi vì nha đầu Thanh Khâu không có ở thư viện. Trong điện, Diệp Huyên hỏi Ám Quân, muội ấy có nói là đi đâu không? Ám Quân trầm giọng đáp, không nói. Diệp Huyên lại hỏi, đi lúc nào? Ám Quân trả lời, ngày mà Diệp Thiếu triệu hồi tín ngưỡng chi lực trên toàn vũ trụ. Diệp Huyên chậm chậm nhắm mắt lại, định liên lạc với Thanh Khâu thử nhưng hắn đã thất vọng. Không liên lạc được. Diệp Huyên lập tức bó tay. Bên cạnh, Chiêm Đài Linh Nhi lên tiếng, vậy thì phiền phức rồi đây. Diệp Huyên nhìn Chiêm Đài Linh Nhi, đang định nói thì nàng ta đột nhiên la lên, không xong, họ đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu lên vùng trời thư viện Quan Huyên, một vài hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Hắn nhíu mày. Chiêm Đài Linh Nhi xuất hiện trên bầu trời, Diệp Huyên cũng đi theo. Trên trời, trước mặt Diệp Huyên và Chiêm Đài Linh Nhi không xa có một người đàn ông trung niên, sau lưng ông ta còn có hai ông lão. Cả ba người đều có cảnh giới thần huyền giống như Chiêm Đài Linh Nhi. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó rời mắt về phía Chiêm Đài Linh Nhi, ta đã nói với cô rồi, người của nền văn minh cấp thấp sao có thể có muội muội đến từ nền văn minh cấp cao được. Vì lúc trước Diệp Huyên đã học tiếng của nền văn minh thần chi nên hắn có thể hiểu đối phương đang nói gì. Chiêm Đài Linh Nhi không vui cho lắm, A Mạc Can, chuyện này do ta phụ trách, ông đừng nhúng tay vào. A Mạc Can nhìn chằm chằm vào Chiêm Đài Linh Nhi, cô bị hắn lừa rồi. Cô đừng tưởng chúng ta không biết cô không những đưa người này tới Hồ Tinh Thủy mà còn dạy tâm pháp thần chi cho hắn, cô đang phạm tội lớn đấy. Chiêm Đài Linh Nhi cau mày, hắn được tử hoãn. Một tháng nữa mới đến hạn, bây giờ ông không có quyền. A Mạc Can lắc đầu, sinh mệnh nền văn minh cấp thấp này có tài cán gì mà có thể tu luyện tâm pháp thần chi của nền văn minh ta. Chiêm Đài Linh Nhi, cô đừng tự sa đọa hạ thấp mình, qua lại với sinh mệnh nền văn minh cấp thấp này sẽ hạ thấp giá trị của nền văn minh thần chi ta. Chiêm Đài Linh Nhi vừa định nói gì đó thì Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên rút kiếm. Keng! Khi tiếng kiếm vang lên, một tia kiếm quang đột nhiên chém tới trước mặt A Mạc Can.
Ầm. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, A Mạc Can đã lùi nhanh về sau mười mấy vạn trượng. Đến khi dừng lại, cơ thể ông ta nổ tung rồi biến thành hư vô, chỉ còn lại linh hồn. Chiêm Đài Linh Nhi và những người khác đều ngây ra như phỗng. Mạnh thế ư? Diệp Huyên nhìn A Mạc Can chỉ còn lại linh hồn, ông nghĩ ta yếu lắm đúng không? A Mạc Can kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khó tin. Diệp Huyên nhìn qua Chiêm Đài Linh Nhi, cười bảo, thật ra ta không hề yếu chút nào, ta vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Chiêm Đài Linh Nhi, che giấu thực lực. Không thể không nói lúc này Chiêm Đài Linh Nhi rất khiếp sợ, bởi vì nàng ta không ngờ thực lực của Diệp Huyên lại thay đổi nhiều như thế. Nàng ta biết, sở dĩ thực lực của Diệp Huyên thay đổi là nhờ tu luyện ở trong tiểu tháp. Phải biết rằng một ngày trong tiểu tháp tương đương với 10 năm ở bên ngoài. Mặt khác, Diệp Huyên còn tu luyện tâm pháp thần chi của nền văn minh thần chi. Nuôi hổ thành hỏa. Cụm từ này đột nhiên nảy lên trong đầu Chiêm Đài Linh Nhi. Phải thừa nhận là nàng ta hơi hối hận. Dù sao ở trong lòng nàng ta, nền văn minh thần chi vẫn quan trọng nhất, còn Diệp Huyên thuộc về nền văn minh nhân loại, mà loài người có một câu nói, không phải tộc ta, lòng ắt nghĩ khác. Nghĩ tới đây, Chiêm Đài Linh Nhi thầm thở dài, vẻ mặt hơi phức tạp. Ở phía xa, A Mạc Can mặt mày dữ tợn, còn định nói gì đó, nhưng Diệp Huyên không hề nhiều lời, giơ tay lên đâm một nhát. Nhát kiếm này khiến A Mạc Can lập tức biến sắc, sợ vỡ mật. Làm sao ông ta đỡ được trong trạng thái này? Đúng lúc này, một tia sáng đen đột nhiên chặn kiếm của Diệp Huyên. Chiêm Đài Linh Nhi ra tay. Diệp Huyên nhìn nàng ta, cười bảo, Linh Nhi cô nương, xin đắc tội. Nói xong, hắn dùng ngón tay rạch nhẹ. Keng. Khi tiếng kiếm vang lên, kiếm thanh huyên hóa thành một tia kiếm quang chém thẳng xuống. Chiêm Đài Linh Nhi bình tĩnh bước tới một bước, ngón tay chấm vào không khí, một cái lỗ đen xuất hiện nuốt chửng kiếm thanh huyên của Diệp Huyên. Ở phía xa, Diệp Huyên khẽ cau mày, hắn vừa nhẩm niệm, kiếm thanh huyên đột nhiên bay ra từ trong lỗ đen, kiếm quang như thác nước chiếu rọi cả bầu trời, trông vô cùng đáng sợ. Ầm. Lỗ đen đột nhiên nổ tung, biến thành vô số năng lượng vật chất tối phát tán ra xung quanh. Diệp Huyên và Chiêm Đài Linh Nhi đứng nhìn nhau từ xa. Hắn phát hiện mặc dù Chiêm Đài Linh Nhi và A Mạc Can có cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực của nàng ta lại mạnh hơn đối phương rất nhiều. Ở phía xa, A Mạc Can chợt nổi giận, Chiêm Đài Linh Nhi, cô nhìn đi, chuyện tốt do cô làm đấy, cô. Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên xoay người lại tung một chưởng. Ầm. A Mạc Can lập tức biến thành tro bụi. Mọi người sững sờ. Chiêm Đài Linh Nhi bình tĩnh nói, ông không đánh lại ta. Tại sao còn dám mắng ta? Ai cho ông lá gan đó? Mẹ nó! Mẹ nó! Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên kỳ lạ. Cô nàng này đã học được tinh hoa của nền văn minh nhân loại rồi đó. Hai cao thủ nền văn minh thần chi khác nhìn thoáng qua Chiêm Đài Linh Nhi, sau đó vội vàng lui sang một bên. Ở nền văn minh thần chi cũng tuân theo định luật vũ trụ kẻ mạnh là vua. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, bây giờ ngươi đã đạt tới chi huyền rồi phải không? Diệp Huyên gật đầu, cứ cho là vậy đi. Nàng ta im lặng một lúc rồi lên tiếng, ngươi thật lợi hại. Ta không ngờ ngươi lại có thể tu luyện đến trình độ này trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chắc hẳn ngươi là thiên tài mà loài người thường nói. Diệp Huyên cười hỏi, Linh Nhi cô nương, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chiêm Đài Linh Nhi trầm giọng, còn có thể làm gì? Chờ muội muội của ngươi chứ gì nữa. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó nói tiếp, nhưng ta đã giết cao thủ của nền văn minh thần chi. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi giết cao thủ nền văn minh thần chi cái gì, rõ ràng là ta giết cơ mà. Diệp Huyên sửng sốt. Chiêm Đài Linh Nhi quay sang nhìn hai cao thủ nền văn minh thần chi ở bên cạnh, các ngươi biết mình nên làm gì rồi chứ? Một trong hai người vội đáp, cô nói gì thì chúng ta làm cái đó. Nàng ta khẽ thở dài, đơn giản thôi, các ngươi đừng làm gì cả, rõ chưa? Hai người vội vàng gật đầu. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi phải mau tìm được muội muội, bởi vì tiếp theo ta đối xử với ngươi như thế nào đều quyết định bởi muội muội ngươi, hiểu chưa? Hắn cười đáp, ta hiểu.
phải nói rằng cô nàng này rất thẳng thắn. Tất nhiên là hắn rất thích người thẳng thắn như nàng ta. Ta không quanh co với ngươi, muội muội ngươi lợi hại, ta sẽ không đánh ngươi, muội muội ngươi không lợi hại, ta sẽ đánh chết ngươi. Thẳng thắn. Tốt lắm. Diệp Huyên bảo, Linh Nhi cô nương, cô yên tâm, ta sẽ cho cô gặp muội muội của ta, có điều phải cần một chút thời gian. Nhưng cô cứ yên tâm, sẽ không lâu quá đâu. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu, được. Hắn hỏi, Linh Nhi cô nương, địa vị của cô ở trong tộc có cao không? Nàng ta trả lời, cũng tạm. Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói tiếp, đợi sau khi gặp muội muội ta, chúng ta có thể thương lượng về việc hai nền văn minh có thể chung sống hòa bình với nhau. Chiêm Đài Linh Nhi nhìn hắn, vậy thì muội muội của ngươi phải thật mạnh mới được, nếu không nền văn minh thần chi sẽ không đàm phán với ngươi. Hắn đáp, yên tâm, các cô sẽ đồng ý thôi. Hắn chưa từng nghĩ đến việc hủy diệt nền văn minh thần chi, bất kỳ nền văn minh nào cũng có tư cách sống trong vũ trụ. Tất nhiên, trừ phi đối phương tự tìm đường chết. Hắn cảm thấy Chiêm Đài Linh Nhi cũng không tệ, để xem có thể biến đối phương thành người một nhà không. Vì hòa bình của vũ trụ, vì nhân loại, nếu không được thì hắn nguyện thay mặt nhân loại liên hôn với nền văn minh thần chi. Chiêm Đài Linh Nhi đột nhiên bảo, ta đưa ngươi đến một nơi. Diệp Huyên rời khỏi mạch suy nghĩ, tò hò hỏi, nơi nào thế? Nàng ta trả lời, huyền giới thần chi. Diệp Huyên ngạc nhiên, còn định hỏi gì đó nhưng Chiêm Đài Linh Nhi không cho hắn cơ hội, nàng ta vung tay phải lên, vị trí hai người đang đứng lập tức biến thành tinh không hư ảo, sau đó cả hai người đều biến mất. Khi Diệp Huyên mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ở một vùng tinh không, nơi này rất đặc biệt, ở cuối tầm mắt bốn phía phát ra ánh sáng sặc sỡ. Hắn hỏi Chiêm Đài Linh Nhi, đây là... Nàng ta cười đáp, huyền giới thần chi, đây là nơi lưu giữ lịch sử của nền văn minh thần chi, còn lưu giữ các loại huyền thuật thần thông siêu cường của nền văn minh chúng ta. Đương nhiên ta không thể dẫn người đi xem những huyền thuật thần thông này, nhưng ta có thể dẫn người đi xem lịch sử của nền văn minh thần chi. Nói xong, nàng ta dẫn Diệp Huyên bước vào một cánh cửa truyền tống, ngay sau đó hai người đến một đại điện sáng choang, nơi đây được trưng bày rất nhiều màn ảnh khổng lồ, trên màn ảnh đang chiếu quá trình phát triển của nền văn minh thần chi. Nhìn hình ảnh trước mặt, Diệp Huyên lập tức kinh ngạc lịch sử của nền văn minh thần chi. Chiêm Đài Linh Nhi giới thiệu, nền văn minh thần chi có nguồn gốc từ vũ trụ thần chi, tổ tiên chúng ta phát hiện vũ trụ tinh không ẩn chứa một lực lượng rất mạnh. Do đó họ đã tự sáng tạo ra tâm pháp thần chi, thành lập nền văn minh thần chi, đến nay đã có lịch sử hàng chục tỷ năm. Hàng chục tỷ. Nàng ta chỉ vào một tấm bản đồ tinh không, những vũ trụ này đều do nền văn minh thần chi khai quật, tổng cộng gồm 18.000 vũ trụ siêu cấp và hàng triệu tinh vực, tinh cầu thuộc tinh vực nhỏ nhất trong số đó còn to hơn vũ trụ của các ngươi hiện giờ. Nói rồi nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, ta xin nói một câu có thể ngươi không thích lắm. Ở trong mắt chúng ta, nền văn minh của các ngươi còn không bằng một hạt bụi. Nói tới đây, nàng ta tạm dừng một lát rồi tiếp tục, ta nói với ngươi những điều này không phải muốn khoe khoang gì cả, mà là muốn ngươi hiểu rằng ở thế giới và trong mắt nền văn minh thần chi, các ngươi không hề có tư cách đàm phán với chúng ta. Nhưng ngươi có thanh kiếm này và tiểu tháp kia, ta biết muội muội ngươi có thể là sinh mệnh của nền văn minh cấp cao, nhưng nền văn minh sau lưng ta không biết, hoặc có thể là họ không muốn tin điều này. Vì thế hai bên sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp, không thể nói chuyện ngang hàng, đàm phán bình đẳng, thậm chí cuối cùng còn có thể trở mặt hoặc chiến tranh với nhau. Diệp Huyên im lặng. Chiêm Đài Linh Nhi tiếp tục nói, theo định luật vũ trụ là kẻ mạnh làm vua, không chỉ nền văn minh thần chi, bất cứ nền văn minh nào khác cũng chỉ đàm phán với nền văn minh có thực lực ngang bằng họ. Ta nói nhiều như vậy là muốn người biết rằng vì hòa bình của hai vũ trụ, mỗi người rất quan trọng. Chúng ta phải nhanh chóng gặp nàng ấy, sau đó đưa nàng ấy đến gặp những người đứng đầu nền văn minh thần chi để đàm phán. Sau đó nàng ta khẽ thở dài, ngươi nhìn đi, bây giờ bên phe ta không phái người nào có chức vụ quan trọng đến đàm phán với ngươi, ngươi có biết vì sao không? Bởi vì ngươi không thể hiện thực lực làm chúng ta coi trọng. Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp, ta hiểu ý của cô. Chiêm Đài Linh Nhi gật đầu. Nếu ngươi muốn đàm phán hòa bình với chúng ta thì cần phải thể hiện thực lực của mình, như vậy chúng ta mới có thể dành đủ sự tôn trọng cho ngươi. Nếu không, một khi trở mặt sẽ liên lụy đến sinh tử của hàng tỷ sinh linh. Diệp Huyên cười, được thôi.
Hắn biết Chiêm Đài Linh Nhi cũng rất áp lực, như nàng ta đã nói, nếu hắn không thể hiện rằng mình mạnh thì chắc chắn nền văn minh thần chi sẽ không coi trọng hắn. Đàm phán. Càng không có khả năng. Do đó hắn cần phải thể hiện thực lực của mình. Nghĩ tới đây, hắn xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn từ từ nhắm mắt lại, Thanh Nhi. Thanh Nhi. Hắn vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên rung lên kịch liệt, ngay sau đó không gian bên cạnh hắn rách toạc, một cô gái váy trắng chậm chậm bước ra. Thanh Nhi váy trắng. Lúc này kiếm Thanh Huyên vẫn còn đang rung. Diệp Huyên ngẩn ra. Còn Thanh Nhi khác sắp tới. Lúc này, Thanh Nhi váy trắng nhíu mày, sau đó vung tay lên, không cần tới. Dứt lời, kiếm Thanh Huyên lập tức bình tĩnh lại. Diệp Huyên đưa ra. Khi nhìn thấy Thanh Nhi váy trắng, Chiêm Đài Linh Nhi sửng sốt, sau đó nhìn nàng ấy, trong mắt tràn đầy tò mò. Diệp Huyên giữ chặt tay Thanh Nhi, cười bảo, Thanh Nhi, lần này không đánh nhau, chúng ta đi đàm phán với họ. Đàm phán. Phải nói rằng dẫn Thanh Nhi theo đàm phán thì hắn rất tự tin, ha ha. Thanh Nhi váy trắng nhìn thoáng qua Chiêm Đài Linh Nhi với ánh mắt bình tĩnh, không nói lời nào. Chiêm Đài Linh Nhi chần chừ một lúc rồi lên tiếng, nhìn bề ngoài thì nàng ấy là con người, không giống sinh mệnh nền văn minh cấp cao chút nào. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó quay sang nhìn Thanh Nhi, cười bảo, Thanh Nhi, thể hiện cho nàng ta xem đi. Thể hiện. Thanh Nhi váy trắng khẽ gật đầu rồi xòe tay ra, sau đó phất tay áo lên, kiếm hành đạo đột nhiên xuất hiện trên bầu trời huyền giới thần chi rồi từ từ hạ xuống. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên lập tức biến sắc. Thanh Nhi à, ta bảo muội thể hiện chứ không phải giết người. Khi nhìn thấy kiếm hành đạo từ từ hạ xuống, Chiêm Đài Linh Nhi cũng thay đổi sắc mặt. Thanh kiếm này mà chém một nhát, e rằng cả huyền giới thần chi cũng sẽ sụp đổ. May mà lúc này Diệp Huyên vội vàng ngăn cản Thanh Nhi. Hắn cười ngượng ngùng, Thanh Nhi, thể hiện là được rồi, không cần giết người. Thanh Nhi khẽ gật đầu, nàng ấy cử động ngón tay, kiếm hành đạo hóa thành một tia kiếm quang bay đi. Xoẹt. Trong nháy mắt, huyền giới thần chi đã bị chia thành hai nửa. Chia thành hai nửa. Giờ phút này, tất cả cao thủ của huyền giới thần chi đều sững sờ. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Chẳng mấy chốc, một ông lão tóc trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người nhóm Diệp Huyên. Ông ta nhìn Thanh Nhi bên cạnh Diệp Huyên với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chiêm Đài Linh Nhi vội vàng gọi, Mộc Huyền Tôn. Diệp Huyên nhìn về phía Chiêm Đài Linh Nhi, nàng ta giới thiệu, huyền giới thần chi có ba vị huyền tôn là những người giữ chức vụ cao nhất nền văn minh thần chi, vị này là Mộc Huyền Tôn. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Sau đó nhìn sang Mộc Huyền Tôn các hạ, lần này ta thay mặt nền văn minh nhân loại đến thương lượng việc chung sống hòa bình với nền văn minh thần chi. Ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 246.